Hùng Đê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba phần chính như sau. Phần thứ nhất, Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi view các cái danh mục khá là cơ bản gồm các mã cổ phiếu ngành trụ, nhóm ngành thép, nhóm ngành dầu khí. Tuần này thì Hùng sẽ phân tích thêm nhóm ngành bất động sản, xây lắp hạ tầng, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán. Còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích tuần này sẽ phân tích thêm cái nhóm ngành thủy sản được các anh chị, bởi vì nhóm ngành thủy sản hiện tại cũng đang có một số các cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok. Và nhóm ngành mía đường, nhóm ngành phân đạm và nhóm ngành hóa chất, thì đấy sẽ là một số các cái nhóm ngành chính mà chúng ta sẽ đi phân tích trong các bản tin tuần. Và phần thứ hai thì Hùng cùng với các anh chị chúng ta sẽ điểm qua lại cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua để chúng ta xem các cái kịch bản phân tích trong tuần vừa qua như thế nào. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta có những cái nhận định về xu hướng thị trường trong cái tuần tiếp theo. Thì mỗi một cái bản tin tuần thì Hùng Lê đều có up lên trên kênh YouTube và các anh chị em có thể tham khảo thêm một số các cái phân tích định hướng ở trong video. Và ngoài ra thì các anh chị quan tâm đến những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích, chưa được nhận định ở trên bản tin thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian, Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời cho các anh chị những cái yếu tố tốt nhất và tối ưu nhất ở dưới góc nhìn của cá nhân Hùng Lê. Và thêm một phần nữa thì để các anh chị em mà chúng ta nhận được những cái thông tin tham khảo và nhận được các cái thông tin phân tích trực tuyến hàng ngày các anh chị, hàng ngày thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái phân tích về mặt kỹ thuật đó. Ví dụ như là sau khi mà chúng ta xem bản tin tuần xong thì ông Lê sẽ có tóm lược lại những cái thông tin khá là cơ bản, ví dụ ông sẽ đánh giá về chỉ số Dow Jones, đánh giá về chỉ số WTI để chúng ta nhận diện xu hướng nhóm P, chúng ta đánh giá thép để chúng ta giá thép của thế giới, rồi sau đó chúng ta đánh giá giá than của thế giới, giá gỗ của thế giới để từ đó chúng ta có những cái xu hướng, có những cái tín hiệu kỹ thuật để mà giúp cho chúng ta có thêm những cái nhận định trong cái thời gian, trong cái tuần mà chúng ta giao dịch. Ví dụ TTF chẳng hạn, tuần vừa qua là cũng đã ngắm đến TTF ngay từ đầu tuần ở vùng 6.5 đến vùng 7 và DLG ở quanh vùng 3.5 đó. Rồi đánh giá các cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần, và trong tuần thì chúng ta liên tục cập nhật những cái xu hướng đó, ví dụ như là phái sinh và VN30, đấy là những hai cái chỉ số rất là quan trọng mà chúng ta thường xuyên phân tích kẹp cùng với nhau với những cái tài khoản mà chúng ta đánh phái sinh. Cùng với đó thì chúng ta ví dụ như HCM đó, chúng ta có thể mở mua và mua thêm ở những cái vùng nào ngay từ thứ hai đầu tuần chứ không phải đến bây giờ nữa. VIX đó, AGR đó, AGR cũng đang rất là đẹp, MBS đó, ngay từ đầu tuần thì chúng ta đã có những cái phân tích CTS, VND, SSI nó, VN Index chạm 1260 này, đấy thì sẽ lấp gáp chỉnh về đâu. Đó, và nhịp sọc thì chúng ta sẽ làm những cái gì? Vân vân và vân vân. Đó. Đó, VN30 và phái sinh. Những cái phân tích khá là sát thì bản tin tuần thì chúng ta một tuần chúng ta có một bản tin, tuy nhiên các cái diễn biến ở trong tuần thì nó rất là nhanh, chính vậy nên là các anh chị em của chúng ta sẽ cần thêm nhiều cái thông tin hơn, đặc biệt là thông tin phân tích về chỉ số VN30, về chỉ số phái sinh để giúp cho chúng ta nhận diện được thị trường nó sẽ đang ở cái ngưỡng long hay ngưỡng sọt và cái xu hướng tổng quan của thị trường như thế nào, thì nó sẽ liên quan đến cái vị thế mà chúng ta cầm nắm cổ phiếu, chúng ta mua cổ phiếu đó. Thì giao dịch ở công ty nào các anh chị cũng mất phí, rồi giao dịch ở công ty nào thì nó cũng sẽ có được cái sự hỗ trợ. Và khi các anh chị đã xem những cái bản tin của ông Lê và có những cái quan điểm, có đồng những cái quan điểm về mặt góc độ, về mặt giao dịch đó, thì chúng ta về đồng hành và chúng ta cùng phát triển đó. Thì đấy là những cái mà thông tin đó chúng ta phải nhận được trực tuyến ở trong phiên giao dịch, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tối ưu hơn đó, đó. Rồi phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta thường xuyên phân tích. Những mã cổ phiếu nào mà Hùng lướt qua và Hùng không nói kỹ thì đấy là những cái mã cổ phiếu chưa có tín hiệu. Còn ở cái nhóm ngành nào, ở những cái mã cổ phiếu nào mà Hùng nói kỹ hơn, sâu hơn thì đấy sẽ là những cái nhóm ngành mà các anh chị lưu tâm. Và khi phân tích một cái nhóm ngành nào đó thì Hùng sẽ nói trước để các anh chị nắm được là nhóm ngành này thì hiện tại đang như thế nào. Nó đang tốt hay nó đang xấu, hay nó đang tích lũy hay là xu hướng như nào, thì cũng sẽ có nói trước.
Thì đối với họ nhà VIX, chúng ta đang phân tích một cái sóng giảm của VIX ở đây. Hiện tại thì trong tuần cũng có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 71 và vùng 71 này nó bị phá vỡ. Khi vùng 71 phá vỡ thì nó sẽ đi về vùng 66 và ở đây VIX có những cái điểm phục hồi. Tuy nhiên những điểm phục hồi này thì cũng đánh giá là chưa tích cực và tuần tới khả năng sẽ có những điểm test lại cung ở quanh vùng 67, 68. Ở Vinhome hiện tại thì tín hiệu cũng đang khá là yếu. Tuần này thì Vinhome đã chính thức chỉnh cung về quanh vùng 60. Trong tuần thì đã có những điểm mất khỏi vùng 60. Dự kiến cái điểm hỗ trợ sâu hơn ở đây vùng 57. Tuy nhiên vùng 57 không có về đến nơi. Và tuần tới nhìn về mặt xu hướng như này, phiên ngày hôm nay thì Vinhome cũng đã lấp lại ở quanh vùng 60 đây. Thì các anh chị mà đang cầm thì chúng ta chú ý là tuần tới khả năng thì nó sẽ có một nhịp quay về test cung. Đó, test khỏe thì nó chỉ test ở quanh 60, nhưng mà test sâu hơn tức là nó sẽ về lại vùng quanh 58. Ở VRE ở thời điểm hiện tại thì cũng không có quá nhiều các cái yếu tố kỹ thuật đột biến. Tuần vừa qua thì nó có những cái điểm tích lũy lại quanh vùng hỗ trợ 27.5. Kết tuần thì nó đóng đúng ở vùng hỗ trợ 27. Trong tuần thì có điểm hỗ trợ, tức là có điểm sọc sâu hơn về vùng 26. Nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật như này thì VRE khả năng tuần tới nó sẽ còn thêm những cái điểm sọc lại, tức là nó sẽ kiểm tra lại vùng 26 một lần nữa. Bò sữa Vinamilk thì hiện tại thì bò sữa Vinamilk đang giao dịch khá là tốt, tương đối tốt các anh chị, và cái xu hướng tốt của Vinamilk thì cũng đã có phân tích rồi. Em này có nhận cổ tức à? Hình như vừa mới chia cổ tức hay sao? Hình như là vừa, đúng rồi, khả năng vừa chia cổ tức. Tại vì những cái hình vẽ này của Hùng nó bị bung hết ra khỏi như thế này thì là chia cổ tức. Trong tuần thì Vinamilk đã có những cái điểm test khá là đẹp ở quanh vùng 70 các anh chị. Chúng ta có thể canh gom thêm ở quanh vùng 70. Ngắn hạn thì nó đang cố gắng vượt cản ở đây. Cản ở đây đó là cản 73.5, 73.5 và break được vùng 73.5 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 78 đến khoảng vùng 79 là hợp lý. Đó, 76, 77 đây, nó có một cái cản ở đây trước này rồi mới lên được cái vùng trên này. Vùng 77, 78, 79. Ở VDC ở trong thời điểm hiện tại, tuần vừa qua thì VDC đã có hai nhịp chỉnh, đó là về 127.5 và điểm chỉnh sâu hơn là về 125. Ở trên góc độ kỹ thuật, tuần tới VDC sẽ có những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 127.5, hoặc sâu hơn nó sẽ kiểm tra lại vùng 125 lần thứ hai. Nhìn chung thì VDC, các cái yếu tố tạo lập của VDC hiện tại đang khá là tốt, tuy nhiên Hùng không có khuyến nghị đầu tư, mã này nó cao quá. Rồi, Superdome Kiên Giang có khuyến nghị đầu tư ở biên 13-13.5, đó là biên mà chúng ta đã phân tích khá là dài. Và sau đó thì cũng có phân tích một cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 15.5, vùng 16. Tuần này thì nó đã có khoảng tầm 3 cái nến công vùng kháng cự 16, tuy nhiên là công không thành. Lực cầu thì hiện tại là phải duy trì, nói chung là lực cầu của em này nó cần phải đẩy thêm mạnh mẽ thêm một tí nữa. Xu hướng thì nhìn là tốt rồi. Đó, và tuần vừa qua thì cũng có đẩy mua thêm những cái lệnh ở quanh vùng 15.5. Ở nhịp này thì kỳ vọng sẽ đánh lên vùng 18, break vùng 18 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng kháng cự 19.5 đến khoảng vùng 20. Như vậy là về đến vùng này là chúng ta cũng đã chốt tạm được một nhịp rồi. Như vậy là một nhịp đảo hàng cũng rất là ok. Cổ phiếu Mansan MSN. Mansan trong tuần vừa qua thì đã quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 103, 105. Có hai cây hồi, tuy nhiên hai cây hồi này thì cũng đánh giá rằng chưa thuyết phục và xu hướng nó sẽ quay trở lại quanh vùng 100 để nó kiểm tra lại cung cầu vùng này. Trong trường hợp mà tích lũy được ở vùng này thì nó sẽ xuất hiện một cái lực phục hồi kỹ thuật ở đây. Tuy nhiên nếu như mà trong tuần tới các anh chị lưu ý, nếu như một cái cây nến đỏ mà nó đè gãy ở vùng 100 thì chúng ta phải tính toán đến một cái kịch bản nó xấu hơn, đó là nó sẽ chỉnh về lại quanh vùng 90, thậm chí là sẽ ở khoảng vùng 87 đến khoảng vùng 90. Đấy là vùng lưu ý của Mansan. Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm gồm có mã cổ phiếu BVH. Thì đối với BVH ở trong hiện tại thì cũng xác định rằng là nó đã vào một cái trend tương đối đẹp. Và ở đây chúng ta có kháng cự ở đây là vùng 55.5 đến vùng 56.5, và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 51-52. Thì trong tuần vừa qua thì có những cái điểm chỉnh về điểm sâu này là quanh vùng 52.5 và có một cái cây nến long lên. Vậy thì cái điểm long này thì tuần tới nó sẽ chỉnh cung lại vùng 54.5 đến vùng 54. Đó, đẹp thì nó sẽ về đến đây và nó tích lũy thành công. Chúng ta chờ đợi một cái cây nến nó đánh break. Nói chung là điểm mua thì bây giờ không có khuyến nghị, chỉ có nhặt ở vùng 50, 51, 52 ở đây thôi. Nó còn lên ở trên này là vùng kháng cự rồi, chúng ta không nhặt nữa. Đó, chỉnh cung về quanh vùng 54 ổn định và lực đè nó đè lại vùng 56.5 thì chúng ta sẽ hướng target lên vùng 59.5 đến khoảng vùng 60.
MIG sau chia MIG sau chia thì cũng có đánh giá lại cái phần vùng hỗ trợ 2.5 đến vùng 23. Thì trong tuần vừa qua là MIG đã lần thứ hai quay trở lại test, đóng cửa tuần ở quanh vùng 23, tức là đúng cái vùng 2.5 vùng 23 đây. Tuy nhiên là nó cái sự hồi phục này nó chưa thuyết phục khi mà đường MACD nó vẫn chưa có những cái tín hiệu đảo chiều. Đó, cái đường MACD nó đang cắm này. Đó, đường MACD nó đang cắm như này thì gần như là cổ phiếu một là đi ngang, hai là thiên về kịch bản giảm điểm. Đó, thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 2.5, thậm chí là tuần tới có thể có những điểm quay trở lại vùng 21. BMI BMI sau một cái giai đoạn mà BMI tích lũy ở vùng 28.5 và tuần vừa qua thì nó sọt về quanh vùng 27, và với cái tín hiệu lực cầu khá là thấp như này thì BMI khả năng cũng sẽ xu hướng là nó sẽ đi quanh cái vùng 27 trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ví dụ như là các anh chị có hỏi Hùng là các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì Hùng sẽ nhìn ở những cái gì, thì cái đấy nó rất là khó bởi vì là mỗi người nó sẽ có một cái nhìn khác nhau. Mỗi người nó sẽ có một cái nhìn khác nhau, và có nhiều bộ chỉ số để nhìn khác nhau đó các anh chị. Đó, thì ví dụ như thế này, nói đơn giản như thế này, ví dụ như đây là cái đường MACD, đây là cái đường MACD đấy các anh chị, đó nó đang cắm đầu đi xuống như này, thì cũng sẽ phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật gì, ít nhất là ví dụ như là nó khi nó cắm đầu đi xuống này á, thì nó sẽ phải có những cái động thái, nó thu gọn lại đội hình và nó bắt đầu nó hồi phục, ví dụ như ở đây đó. Vậy thì đây đó, ít nhất là nó sẽ tích lũy ổn định ở quanh vùng 28-29.5 ở nhịp này, thì đấy sẽ là nhịp mà các anh chị có thể giải ngân để mua khi mà nó bắt đầu hình thành một cái xu hướng kỹ thuật nó tốt hơn. Thì đây là một chỉ báo thôi, ông sẽ cần nhiều các cái bộ chỉ báo khác nhau đó, mỗi người họ sẽ đấy. Còn với xu hướng hiện tại của BMI như thế này thì chỉ dự báo là nó sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy ít nhất là một hai phiên nữa quanh vùng 27 đó, và sau khi mà nó phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như là ở tuần tới, đơn cử thôi, ví dụ đơn cử là nó đánh bật, nó đánh bật được cái vùng này ví dụ như thế, thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà sẽ dựa vào những cái tín hiệu đó để chúng ta tiên lượng được cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ tốt lên. Đó, đơn giản như vậy thôi. Hoặc là đối với P&G chẳng hạn này các anh chị, đúng không? Vậy thì Hùng Lê sẽ dựa vào những cái gì? Đó, ví dụ Hùng dựa vào cái vùng 127 này thì Hùng đã phân tích cho anh chị vùng này các anh chị chú ý. Đó, cẩn thận gặp cướp, và đây là cướp luôn này, nó cướp luôn tuần 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 vừa qua nó cướp luôn. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì ngay lập tức là trong cái bản tin phân tích tuần Hùng đã có dự báo chỉnh về vùng 125. Các anh chị cứ xem lại bản tin tuần video số 100 ở 133 đi, chúng ta xem có phải đúng như vậy không. Đó, thì vậy thì khi về một trụ trong tuần thì Hùng lại cần về thêm diễn biến để Hùng xem là khi về trụ 125 rồi thì nó có giữ được 125 không. Nó mất 125 thì chắc chắn nó sẽ về 120.5. Đó, về 120.5 rồi thì chúng ta lại xem là nó có giữ được 120.5 không. Thủng vùng 120.5 thì chắc chắn nó sẽ đi về vùng 110 đó, đến vùng 112. Vậy thì đến cái tuần này thì nó sẽ như nào, thì Hùng lại tiếp tục chắc chắn rằng là nó sẽ chỉnh cung. Khỏe thì nó sẽ chỉnh về 114, mà yếu á thì nó sẽ đi về quanh 110 112 luôn. Đó, vậy thì khi về đến 110 thì chúng ta lại phải xem tiếp. Ví dụ, đó, nói ví dụ nhá, ví dụ như nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc nó đè này. Đó, vậy thì khi cái tín hiệu này xảy ra, đó thì chắc chắn là gì ạ? P&G sẽ về ở vùng 100 đến vùng 101. Đó. Còn trong trường hợp nếu sau khi nó test lại đây, nó đi cái hình này, đó, các anh chị lưu ý nhá, nó về đây ví dụ như thế, nó hồi lên. Rồi nó lại đi, nó đi, nó đi, nó đi, và sau đó nó có một tín hiệu kỹ thuật nào đó để ông nhận diện là như vậy là dòng tiền nó tích lũy thành công ở điểm này rồi, và như vậy là nó hồi phục. Đó, thì ví dụ đó thì ông sẽ vẽ cho anh chị một cái mô hình như này. Đó, đường mang nó đi nhá, rồi bắt đầu nó hình hình thành lên nó bắt đầu nó vòng lên, cái đường đỏ nó vòng lên, thì còn cái đường đường xanh này thì nó lại cụp đầu nó đi xuống, ví dụ thế. Đó, đến đây nó cắt đấy, chịu. Đó, vậy thì tại cái điểm này cũng sẽ gióng lên, đây ví dụ như thế, đây thì chúng ta sẽ nhận diện được là như vậy thì đến cái điểm này nó là tích cực hay nó là tiêu cực, thì đấy là cái cách mà để chúng ta nhận diện xu hướng, và những cái diễn biến này thì nó sẽ căn cứ cái dữ liệu kỹ thuật ở trong phiên để chúng ta phân tích. Chính vậy nên là Hùng mới mời các anh chị về để chúng ta có thêm những cái trao đổi, ví dụ trong phiên các anh chị có thể đặt những câu hỏi ngay lập tức để hỏi Hùng như vậy tín hiệu như vậy tốt lên hay là xấu hơn đó, thì Hùng sẽ cung cấp cho các anh chị một số thông tin. Tất nhiên đấy là cái góc nhìn của Hùng đó, thì các anh chị sẽ như vậy ông Hùng ông nói như vậy đúng hay sai, ví dụ như thế, có đủ tin tưởng hay không. Ví dụ đây thì Hùng sẽ nói luôn cho các anh chị đây, MVDG thì bản thân khi MVDG ở vùng 78 đến vùng 80 nó cảnh báo cái vùng kháng cự này rồi, có hàng thì canh phải chốt, đừng có dại mà nhào vô ở đây là chỉ có ăn 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 đủ thôi, và đúng thế.
nó xả nhịp một nó xả về 70, sau đó nó hồi lên, nó tiếp tục quay lại test cung, cái mô hình test cung ở đây. Và trong tuần vừa qua đó có một cây nến, ông đã nói rồi, nếu như MWG bị đè vùng 69 thì chắc chắn là nó sẽ đi về vùng 64. Và xin thưa các anh chị là tuần vừa rồi MWG về đúng 64. Vậy 64 đã phải là đáy chưa? Chưa chắc. Đó, các anh chị đừng có nghĩ rằng 64 là đáy. Cái câu chuyện là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu đi theo hình răng cưa và nó sẽ tiếp tục quay trở lại test ở bên này. Và trong trường hợp tích cực, tức là nó phải đè lại được ở vùng 66. Còn trong trường hợp tiêu cực có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đè đỏ đây. Vậy thì khi mà có một xuất hiện một cây nến đè đỏ đây thì chắc chắn là MWG sẽ rơi tiếp. Đó, và rơi về đâu? Đó, thì ít nhất Mường Thượng thì cũng sẽ hình dung ra là ít nhất cũng về vùng 60. À, còn khi về đến vùng 60 đã phải là đáy chưa thì nó phải lại phải đánh giá tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật của MWG ở đây đó. Và ít nhất ở thời điểm hiện tại Hùng đang nhìn thấy đường MACD nó đang cắm đầu như thế này thì gần như là cổ phiếu chỉ có đi ngang hoặc là tích lũy thôi, thì tuần tới nó sẽ đi, nó tích lũy ở quanh vùng 64-65 đó. Vậy thì Hùng dành những cái thời gian nói sâu hơn từng mã cổ phiếu như vậy. Ở đây cũng là những cái bài học đó các anh chị, đây cũng là những cái kinh nghiệm ấy đó, mà không ai dạy các anh chị đâu. Đó, mà Hùng đi nhiều rồi thì Hùng thấy như thế là Hùng nói lại các anh chị nghe thôi đó. Ai cảm thấy ok thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe, đúng không ạ? Tiếp tục đồng hành. Thì đối với PET ở trong tuần nó quay lại test ở đây này, test vùng 35 thất bại này, vùng 35 này nó test thất bại nhá, thì nó sẽ quay trở lại đây thôi, vùng 28.8 đến khoảng vùng 30. Nhìn về xu hướng này thì PET cũng chưa thể tăng mạnh được bởi vì là lực cầu nó đang bị mất đi. Có thể có lực hồi T cộng ở đây, tức là T0, T1, T2, tức là T3, nó rơi vào khoảng tầm phiên thứ ba thì nó sẽ bị short lại đó, và chúng ta sẽ đánh giá thêm quanh vùng 28.8 đến khoảng quanh vùng 30. HX ở giai đoạn này các anh chị là một cái giai đoạn tích lũy cổ phiếu rất là đẹp và có điểm tích lũy ở quanh vùng 18.5, về đến vùng đấy các anh chị có mua. Thậm chí là có vùng 17, 18 thì gom dần và chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật là HX đánh break vùng 20 thì cái đó cũng sẽ bắt đầu đi xây target. Target ngắn đầu tiên có thể hướng lên vùng 22, khỏe hơn thì sẽ vùng 24 sau khi mà nó break được cái vùng 20 ở đây. Nhóm cổ phiếu ngành thép thì đối với nhóm cổ phiếu ngành thép á, thì các anh chị biết rồi, HPG thì cũng đã có những cái phân tích khá là sớm ở từ ngày 28 tháng 6 thì chúng ta đã có những cái phân tích về nhóm thép ở trên team và chúng ta đã dự báo được những cái khả năng về các cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Và đối với nhóm thép thì cũng đã liên tục có những cái cập nhật, ví dụ 29 tháng 6 thì chúng ta có những cái quan điểm, ví dụ như NKG sẽ nhả cung quanh vùng 16.7, HSG sẽ nhả cung quanh 16.2 và chúng ta kê vùng hỗ trợ các cái nhịp trả cung để gom. Chiến lược thép là chúng ta gom từ từ tại các vùng hỗ trợ, gom dần vừa thăm dò, tức là vừa gom để chúng ta vừa thăm dò xu hướng. Bởi vì sao? Hiện tại giá thép của thế giới thì nó đang có cái nhịp chỉnh giảm và nó tích lũy. Chính vậy nhóm thép ở trong nước cũng như vậy, ví dụ HPG quanh vùng 22 chúng ta có thể gom. Rồi, trong phiên ngày 29 tháng 6, ngày 5 tháng 7 cũng tiếp tục có những cái đánh giá. Ví dụ đối với phiên này, HSG, TLH đang có những tín hiệu tích cực. HPG có khả năng sẽ có những cái điểm test lại vùng 21.5 vùng 22. Vậy thì vùng 21.5 đến vùng 22 sẽ là những vùng mà các anh chị gom. HSG có giá 17.7. Đó. NKG công kháng cự 20 rồi đánh giá tiếp TLH ở vùng 8.8 đến vùng 9. Đó, vậy như vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận đến nhóm thép ở góc độ là gì? Chúng ta mua từ từ, vừa mua vừa thăm dò. Và hiện tại thì Hùng đánh giá rằng nhóm thép đang có những cái tín hiệu tích cực. Tích cực là gì? Có nghĩa là nó có khả năng có lực bật ở đây sau một cái giai đoạn nó tích lũy tạo nền tạo đáy. Đó, thì đối với Hòa Phát ở vùng 21.5 đến vùng 22, đấy là vùng mà anh chị gom thêm. Đối với HSG đối với Hoa Sen thì nó có tín hiệu, tuần vừa qua nó có tín hiệu cực kỳ tích cực khi mà Hoa Sen chúng ta còn nói đến cái vùng 16.2, 16.7 ở đây. Đó, vậy thì quanh cái vùng 16.7 chúng ta gom này, quanh cái vùng 16.2 chúng ta gom. Đấy là những cái vùng mà gần như chúng ta có được những cái biên về mặt kỹ thuật rất đây, nhả cung ở quanh vùng 16.7. Đó. Thì chúng ta đã có những cái điểm gom rất là đẹp và tuần này thì Hoa Sen đang có tín hiệu đánh break vùng 17.7 đây. Đó, đánh được break vùng này là đẹp đấy. Tuần tới Hoa Sen có thể hướng về vùng 20. Cái vùng cản 20 này là vùng cản cực kỳ lớn. Căng đi các anh chị nhá, về đến vùng này là vùng cản cực kỳ lớn.
Và khi về đến vùng này thì khả năng bắt đầu có một cái nhịp sọc ở đây thì sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền của cổ phiếu này tại cái thời điểm mà xuất hiện cái lực sọc đó. Cổ phiếu Nam Kim chúng ta xem nào, Nam Kim ví dụ như Nam Kim sẽ quanh vùng 16.7 đấy, Hoa Sen quanh vùng 16.2 đó, thì chúng ta xem Nam Kim quanh vùng 16.7, 16.7 đây này, 10 à 10 mười mấy ta, 17 năm à. Mười bảy năm, 18 đấy, 17 năm đến vùng 18 đó, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là vùng 17.5 và đây là vùng 18.1. Thì trong tuần trong những cái tuần mà ngày 28 tháng 6 chúng ta bắt đầu nói đến nhóm thép, đây chính là phiên này, thì chúng ta nhìn thấy là thép đã đi ở quanh vùng 18, có những phiên, có phiên ngày thứ sáu tuần trước là nó có dưới giá có giá 17.5 và sau đó thì nó bám biên 18, 18.1 ở đây. Và trong tuần vừa qua thì Nam Kim cũng đi khá là tốt khi mà liên tục nó tích lũy được ở trên vùng 18 cộng, đóng cửa ở vùng 19. Và ngắn hạn ở đây thì chúng ta đang kỳ vọng là Nam Kim sẽ break được khoảng vùng 20.5, và khi nó thoát được vùng 20.5 thì xu hướng nó sẽ tích cực hơn. Lực cầu đang khá là tốt, Nam Kim đang duy trì khoảng tầm 8 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, phiên như vậy là ổn. Cổ phiếu TVN tuần này nó đã có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 7.7. Nôm na thì cũng đang quan sát cái xu hướng vận động của cổ phiếu này ở quanh vùng 7.7 đến vùng 8.5. 8.5 là kháng cự, break được vùng 8.5 thì là đẹp. TLH thì chúng ta tiếp tục bám biên 8.8 đến 9. Trong tuần vừa qua thì gần như nó cũng đi đó, các anh chị có nhìn thấy tại đây. Thì như vậy là chúng nếu mà chúng ta đặt giá 8.8 là ăn luôn. Ít nhất là kết tuần thì nó vẫn đóng cửa 9.19, như vậy là cái lệnh mua của chúng ta không lỗ. Đấy, ít nhất là không lỗ cái này. Đấy, đúng không? Đó, so với những cái lệnh mà ví dụ người ta đua xanh ở trên này thì chúng ta đã phân tích được một cái nền hỗ trợ rồi, thậm chí là vùng 8.7 này rồi 8.6. Đó là chúng ta đặt, chúng ta phòng dư. Đó, thì cái cách là chúng ta tiếp cận được các cái phương pháp phân tích kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ ke được những cái giá vốn ăn rất là ok. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ nói đến nhóm P. Thì nhóm P ở trong tuần vừa qua thì cái mức độ giao dịch của cái nhóm VKTI nó rất biến động rất là mạnh. Các anh chị biết rằng là nó có những cái phiên short rất là mạnh và sau đó thì nó cũng có những cái phiên hồi khá là ráp luôn. Đó. Thì nhìn về mặt tổng quan thì các anh chị em cũng biết rồi, đó là hiện tại thì chiến trường tại Ukraine nó sẽ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên nào cũng muốn thắng và bên nào cũng muốn bơm vũ khí, bơm chiến trường vào, và gần đây nhất thì là Tổng thống Nga đã lên tiếng nói rằng là nếu mà nước nào mà muốn can thiệp, nước nào muốn đánh bại Nga thì cứ nhảy vào đấy mà đánh, tức là một cái lời thách thức rất là cứng rắn. Và cái điều này nó dẫn đến những cái vấn đề về an ninh lương thực, về an ninh năng lượng, nó sẽ tiếp tục là một vấn đề nóng ở trên 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 toàn cầu, và chúng ta cũng sẽ khó để dự báo được ở những cái xu hướng của VKTI. Nhưng mà theo như chuyên gia, một số các chuyên gia thì chúng ta đang thấy rằng đó là gì, ngay tại chiến trường EU thôi, đó là nước Anh đã lên kế hoạch để đóng các cái van khí mà vận chuyển cái khí đốt từ Anh vào EU. Với mục đích là gì? Người Anh người ta bảo rằng là tôi phải đảm bảo cái nguồn cung năng lượng của chúng tôi. Đó, rồi chúng tôi mới lo đến cho các bạn. Đó thì các bạn, tức là như vậy thì chúng ta thấy rằng rằng là cái lợi ích dân tộc, cái lợi ích quốc gia nó phải là số 1 các anh chị. Những cái người dân chúng ta đang sống ở đây thì họ ngoài thì họ có nói như vậy thôi, nhưng về bản chất là người dân EU bây giờ đang cực kỳ khổ, cực kỳ khốn đốn. Và có một cái điều lưu ý nữa là đến thời điểm hiện tại thì có hai cái đường ống dẫn khí đốt đến Đức, thì cái đường Nord Stream 1 đấy là ông ấy đã bảo là thiết bị của tôi bị hỏng rồi, bây giờ tôi phải đi bảo dưỡng, tức là cái lượng khí đốt nó bị giảm đi. Vậy thì cái đường khí đốt, cái đường số 2 ấy là đang có những cái thông tin phong phanh là bảo bây giờ để cứu Đức là phải vận hành cái đường ống thứ hai, nhưng mà đường ống đấy lại đang bị cấm vận. Và hiện tại thì chính phủ Đức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những cái biện pháp để chuẩn bị rất nhiều những cái doanh nghiệp sẽ phá sản trong những thời gian sắp tới. Như vậy chúng ta thấy rằng là một cái cảnh nó rất là hỗn loạn. Đó, mặc dù chúng ta không ở đây nhưng mà chúng ta tiếp cận được những thông tin như vậy thì chúng ta biết rằng là ở châu Âu bây giờ nó rất hỗn loạn về cái nguồn cung năng lượng cũng như giá cung khí đốt. Và có một số các cái bài báo thì có viết, có phân tích rằng nếu như mà các cái chính sách vĩ mô mà không cẩn thận thì có thể đẩy giá dầu lên 380 u trên một thùng. Thì Hùng cũng không hiểu là mọi người sẽ lấy một cái cơ sở nào để phân tích những cái dữ liệu như vậy, nhưng mà
Nếu mà lên 380 thì căng phết các anh chị. Như vậy thì không biết là xăng ở trong nước nó sẽ lên bao nhiêu. Và cái câu chuyện là khi xăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đến tất cả mọi ngành nghề. Từ vận tải, từ giao thông, từ ông xe ôm, rồi là từ cước phí vận chuyển chúng ta đi du lịch, rồi từ những cái bữa ăn hàng ngày, hoặc là từ cái cốc cà phê mà chúng ta vào quán để chúng ta uống. Nó tác động rất là lớn, và đặc biệt là ngành xây lắp các anh chị, xây lắp nó tăng kinh khủng lắm. Bởi vì khi mà xăng tăng á thì nhân công nó sẽ tăng rất là lớn. Và cái chi phí nhân công ở các anh chị không biết là cái chi phí nhân công ở trong cái gói thầu ấy nó rất là lớn các anh chị, nó chiếm một cái tỷ trọng lớn lắm. Với những cái dự án mà nó công trường nó rộng lớn mà nó phải nuôi hàng nghìn công nhân thì đấy là một con số cực kỳ kinh khủng. Đó, cộng thêm là giá xăng rồi các cái chi phí khác nó đẩy lên thì nó làm cho cái nhóm bất động sản trong cái thời gian vừa qua có tăng được đâu anh chị, không tăng được. Đó. Vậy thì như vậy thì chúng ta sẽ nhìn đến VKTI trong thời điểm hiện tại. Thì nó chỉnh và nó có nhịp hồi. Tuy nhiên cái nhịp hồi này thì cũng sẽ chờ thêm cái dữ liệu kỹ thuật của phiên kết tuần trong phiên buổi tối ngày hôm nay. Thì khả năng VKTI nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 101 đến khoảng vùng 102.5. Đồng nghĩa với cái xu hướng này thì nhóm P ở trong tuần tiếp theo và trong tuần tới thì dự báo rằng là nhóm này sẽ tiếp tục tích lũy. Nó chưa thể bật được đâu anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng hàng kẹp lại nó rất là nhiều. Cái lượng hàng kẹp lại rất là nhiều. Ví dụ như gas mà bị kẹp lại ở cái vùng 110, 113 này rất nhiều. Cho nên là chỉ cần ngóc đầu lên cái là những cái ông mới bị kẹp này là các ông hoảng, là các ông bán ấy, bán túi bụi luôn. Các ông bán túi bụi thì cái cơ hội nào cho nó lên khó lắm anh chị, nên mà tạo lập người ta cũng chả 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 dại gì mà người ta kéo luôn, bởi vì kéo luôn thì các ông táng vào đầu thôi mà táng vào đầu thì ai là người thiệt? Thế tạo lập người ta thua, không bao giờ người ta thua, tạo lập người ta phải thắng đó, chỉ có nhỏ lẻ mới thua thôi đó, cái chính là như vậy. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái những ý đồ tạo lập thì các anh chị sẽ có những cái cơ hội chiến thắng hơn. Thì lật lại ý đồ tạo lập đấy, ví dụ gas đúng không anh chị, khi mà gas về vùng 120, 125 thì cũng đã có những cái cảnh báo rất là sớm cho anh chị rồi. Cái thằng này mà nó chốt đấy là P coi chừng, và đúng là sau đấy thì nó sọt sọt liên tục, và đến thời điểm hiện tại thì trong cái tuần giao dịch vừa qua đúng không anh chị, gas đã thủng vùng 123.5, thủng vùng đó thì nó sẽ về vùng 100, thủng vùng 100 thì nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi về vùng 91.5 đến vùng 93.5. Hiện tại có lực long, tuy nhiên lực long này thì cũng đánh giá chưa thực sự là tích cực, và tuần tới nó còn có khả năng quay về vùng 91.5, vùng 95, 91.5 đến vùng 93.5, và điều này thì sẽ dẫn đến là nhóm P chưa thể bật mạnh được, chắc chắn là như vậy. Trừ khi trong phiên giao dịch kết tuần này và phiên thứ hai, thứ ba nó có một cái yếu tố nào đó đột biến thì cũng chưa nói đến, vì cũng chưa có nhìn thấy. Đó. PLX thì xu hướng tuần tới sẽ có ở quanh vùng 38.5, thậm chí điểm sâu hơn có thể tính toán ở quanh vùng 37. Ở PVT tuần vừa qua đúng không, chúng ta có điểm chỉnh 19.2, 19.6, và điểm này bị thủng thì nó sẽ đi về hỗ trợ sâu hơn, đó là quanh vùng 18. Có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự được thuyết phục. Khi mà lực cầu các anh chị nhìn thế này, lực cầu như thế này thì cổ phiếu làm sao mà đi xa được đúng không ạ? Và xu hướng thì nó sẽ quay trở lại test lại những cái vùng hỗ trợ sâu đây, khoảng vùng 18, 18.2. PVS đây các anh chị, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây vùng 22.4, nó có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó không đủ lớn. Tuần xu hướng tuần tới thì PVS sẽ test lại vùng 21.5, điểm sâu hơn có thể sẽ phải tính toán ở trong phiên đó là vùng 19.5, vùng 20, tức là nó có những cây nến doji, nó sọc xuống, nó rút chân lên, thì đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta sẽ quan tâm ở tuần mới. PVD ở thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến đâu, nó có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì sẽ quay lại cản ở đây là cản 16, trước đây là hỗ trợ thì bây giờ nó có cản ngắn 16 đây, thì nó sẽ sọc lại. Điểm sọc thì tuần tới sẽ tính toán ở quanh vùng 15, 14, 8, 15, và điểm sâu hơn thì vẫn phải tính toán của PVD đó là quanh vùng 14. Đối với BSR đó, thì đối với BSR khi mà BSR có những cái điểm chỉnh cung này, sau đó thì cũng có phân tích lại các cái điểm hỗ trợ 27 này và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 25.5, và trong đó thì cũng có nói đến một cái ý đồ, tức là cũng có nói đến là cái khả năng mà BSR nó quay về vùng 23 đến khoảng vùng 23.5, nó tích lũy, nó đi hình răng cưa ở đây, thì đấy sẽ là cái kịch bản nó cao nhất, nó có khả năng nó sẽ xảy ra BSR, và nó đã thành hiện thực ở trong tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua thì đóng cửa tuần nó đóng đúng vùng 23.5, tức là cái biên vùng phân tích ở đây đó là biên 23 đến khoảng biên 23.5. Trong tuần thì có những cái điểm nó sọt sâu hơn ở quanh về vùng 22.
Nhìn về cái cách đi này thì nó cũng chưa ổn. Nó ít nhất được tuần tới thì nó sẽ có test lại. Nó có hai điểm test kỹ thuật. Khỏe á, thì nó test lại vùng 23, tức là cái biên mà chúng ta có nói đến, và yếu thì nó lại quay lại vùng 22, và từ hai cái điểm này thì chúng ta sẽ có thêm cái sự phân tích về cái khả năng phục hồi của BSR. Nó phụ thuộc rất lớn vào xu hướng của WTI trong cái buổi phiên giao dịch kết tuần ngày hôm nay. POVK ở đây đang có những cái nhịp chỉnh cung, và chúng ta có dự báo rằng là cái nhịp này thì POVK sẽ chỉnh về đâu. Thứ nhất đó là sẽ quanh vùng 13. Thủng vùng 13 thì nó sẽ đi về đâu? Đó là vùng 12.5, và trong tuần vừa qua thì có điểm suýt soát ở 12.65, tức là chỉ còn cách 0,15 line này thôi. Đó là nó về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Thì nhìn chung ấy là tuần mới thì nó sẽ có thêm những cái điểm giao dịch ở quanh vùng 11.65 đến khoảng vùng 10 à 12.65 đến khoảng vùng 3. Rồi cũng sẽ có thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá thêm về mặt xu hướng của cổ phiếu. OI ở đây chúng ta có vùng 11.5 đến biên 12 là biên hỗ trợ. Trong tuần thì cổ phiếu OI có điểm phục hồi, thì điểm phục hồi này thì nó lại gặp cản ở đây 13 đến 13.5 là cản của nó. Nên nó lại quay lại vùng hỗ trợ kỹ thuật. Nhìn về xu hướng thì tuần tới có thể OI sẽ có những điểm này long lên thôi, nó sẽ long lên quanh vùng 12.8 đến vùng 13. Rồi lại short. Khả năng như vậy, tức là nó sẽ phải đi quanh như hình răng cưa như này. Chờ cái xu hướng kỹ thuật của P nó sẽ tốt hơn, nó ok hơn thì khi đó thì nhóm P mới có khả năng phục hồi. Rồi tuần này thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị nhóm ngành bất động sản xây lắp. Thì tại vì sao mà trong những cái tuần vừa qua Hùng không có phân tích, bởi vì cái nhóm ngành này nó có một cái đặc thù, đấy là nó phụ thuộc vào xăng dầu, nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố về vốn nó, và trong cái giai đoạn vừa qua thì nó khá là xấu. Và đặc biệt là cái câu chuyện mà cái đấu giá đất Thủ Thiêm, hôm nay cũng có đọc một cái bài báo, thì hai cái doanh nghiệp mà trúng thầu và bỏ những cái mức đấu giá mua đất khoảng gần 5.000 đến 6.000 tỷ đồng những cái lô đất như vậy, nhưng có một doanh nghiệp, xin báo cáo với các anh chị, là trong tài khoản của doanh nghiệp là chỉ có 800.000 đồng, và cái doanh nghiệp thứ hai thì tài khoản của doanh nghiệp đấy chỉ có 40 triệu đồng, mà xin tự báo cáo với các anh chị là đấu giá lên 5.000 tỷ đồng, 6.000 tỷ đồng, thì cũng không thể hiểu nổi cái cơ chế quản lý, cái cơ chế làm việc của nhà nước mình nó lỏng lẻo đến mức như nào. Đó, cái doanh nghiệp mà nó có 800.000 đồng trong tài khoản mà đi đấu giá lên đến tận 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 5.000 tỷ đồng, nghe cái câu chuyện nó nực cười. Và đấy là một trong những cái hệ lụy nó đã tác động rất xấu lên đến nhóm ngành bất động sản trong cái thời gian vừa qua. Chính vậy nhóm này nó không lên được. Tuy nhiên ở phiên kết tuần và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta bắt đầu có hình thành một cái nền tích lũy, và cái nền đó thì cũng sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu căn bản để các anh chị nắm được. Thì đối với DG đây, chúng ta sẽ tìm lại cổ phiếu DG. Thì phiên 28 tháng 6 này, hình như đó cũng có phân tích DG đây. DG biên 34 đến biên 34.5 là xây nền rất là đẹp. Ở phiên ngày 28 tháng 6 chúng ta bắt đầu phân tích đến DIG. Cổ phiếu SEL thì nó đang có cái vùng test kỹ thuật 26 đến vùng 27 là vùng vùng rất hợp lý. Và trong cái phiên đó thì chúng ta có thể cân thêm ở vùng 28 28.3 và phòng thủ thêm ở vùng hỗ trợ, tức là phòng thủ thêm ở vùng 26 đến vùng 27 đây. Đó thì chúng ta thấy nhìn thấy DIG đây các anh chị, vùng 34 đến vùng 35 DIG đã có một cái nền xây 2 tuần vừa qua. Và ngày 28 tháng 6 thì cũng đã bắt đầu phân tích đến cái dấu hiệu kỹ thuật của DG quanh vùng 33 34 35. Đó. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta gom cổ phiếu kỹ thuật ở quanh vùng 34. Chúng ta có hai điểm gom 34 35 là ok. Phiên kết tuần thì DG đã có một cái khối lượng giao dịch sáng đấy các anh chị, 17 triệu là ngon rồi đấy. Tức là đâu đó sóng sánh tiền vào rồi. Thế thì tiền vào như thế nào? Tiền vào thì thứ hai tuần tới nó phải đánh break được cái vùng 40 ở đây. Rồi sau đó nâng tầm lên vùng 50, và DG đang rất hay rồi, các anh chị chủ động gom vào đi. Cổ phiếu SEL cũng như vậy, các anh chị, đó, SEL thì cũng có phân tích đây, tức là khi cái thời điểm 28 tháng 6 nó công kháng cự 30 thì cũng có dự báo rằng là cái khả năng mà nó sẽ quay về biên 26 đến biên 27 rất là hợp lý, đó là cái biên để chúng ta gom. Ok. Và trong cái phiên mà công kháng cự thì chúng ta có thể ke vùng 28 nhưng phải thủ thêm, tức là phải phòng cái tiền để mà về cái vùng hỗ trợ này chúng ta gom, và về đến đây gom đẹp rồi. Sell ngày hôm nay cũng có 6 triệu, 6 7 triệu cổ phiếu khớp ổn.
tuần tới nó break được cái vùng 30 thì chúng ta sẽ cân mạnh lên, và mục tiêu sẽ hướng đến vùng 35 đến vùng 36 của nhịp này. Rồi, bộ thứ hai là các anh chị lưu ý giúp Hùng, đó là HBC. HBC bây giờ cũng rất là ok. Đó, HBC đây. HBC. HBC ở ngày 30 tháng 5, 3 tháng 6, 29 tháng 6. Đó. Thì cái bộ đôi này sẽ phân tích cùng với nhau, đó là đất xanh ở vùng 21.8. HBC ở biên 7.5 đến vùng 18 con, lực cầu đánh break vùng 18.6 thì ăn mạnh. Đó, và phiên ngày hôm nay thì chính thức là nó đánh break, à phiên ngày hôm qua là đánh break 18.6 rồi, là phiên ngày hôm qua có thể ăn mạnh được rồi, và lực cầu cũng đạt đâu đó gần 4 triệu mấy cổ phiếu. 4 à gần 5 triệu chứ, gần gần à đâu, gần 6 triệu. 6 triệu cổ phiếu, 6 triệu cổ phiếu. Thì biên 17.5 đến biên 18 đây các anh chị. Thì tại cái thời điểm đó ông đã cũng nhìn thấy rằng là cái nền biên tích lũy này là các anh chị có thể canh gom. Đó, sau đó thì thoát nền này thì chúng ta ăn một một thêm một ít, thoát 18.6 chúng ta ăn thêm ít nữa. Và đối với những anh chị em đang cầm HBC chú ý, tuần tới nó sẽ test lại vùng 18.6. Thậm chí là 18.5, nó một một vài like ở đây, và đấy sẽ là những cái cơ hội để chúng ta gom. Nhịp này thì cũng đang dự kiến là không xa cũng không gần, nhưng ít nhất khả năng cũng khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 22 là được. Ok, đất xanh DXG, đất xanh cũng đang hay rồi, hay các anh chị nhá. Đó, biên 19.5, biên 20, 21, đây nhá, 21.8 này, biên 20.5 đến biên 21 rải lệnh này, 29 tháng 6, 10 phiên ngày hôm qua đất xanh ở biên 19.5 đến vùng 20 nhặt thêm. À không, không phải ngày hôm qua. Đúng rồi, ngày hôm qua. Đó, thì phiên ngày hôm qua là có luôn 19.5 đến vùng 20. Các anh chị nhặt thêm. Tại vì thấy rằng là những cái tín hiệu kỹ thuật của đất xanh đang khá là ok, và phiên này thì ngon rồi. Đó, phiên này là làm phát 18 triệu. Khớp 18 triệu luôn, và gần gần trần nhỉ. À, kịch trần nhé. Đúng rồi. Kịch trần. Đó. Như vậy với tín hiệu đất xanh, ở phiên ngày hôm qua mua và phiên ngày hôm nay thì tăng giá. Đó các anh chị, nó có sách may có trứng nhá. 19.5 đến vùng 20 nhặt thêm. Đây, trong phiên ngày hôm qua đây. Đó. Và nhặt xong thì cổ phiếu tăng trần thì như thế là tuyệt vời rồi, còn gì nữa đúng không anh chị? Break vùng 22, break vùng 22 thì chúng ta sẽ có khoảng vùng kháng cự ở đây là vùng 25 đến khoảng vùng 26. Nhìn chung thì xu hướng của nhóm ngành bất động sản tuần tới là ok. Cái cặp thứ ba đó, cặp SCR và LDG, các anh chị lưu ý. Thì đối với SCR là trong những cái tuần vừa qua Hùng liên tục bám sát cái vùng 8.7 đến vùng 9. Có những cái phân tích khuyến nghị trong 2 tuần vừa qua SCR. 28 tháng 6. SCR biên 9.5 bắt thêm và hướng lên kháng cự vùng 12. 29 tháng 6 cân thêm ở vùng 9.3 đến vùng 9.5. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì mốc 8.7 đến vùng 9 là các tài khoản đang cầm tiếp tục tích lũy cổ phiếu. Và phiên ngày hôm qua cân xong thì phiên ngày hôm nay tăng kịch trần với lực cầu đánh phiên nay khoảng 7 triệu cổ phiếu, với SCR là đẹp. Với cái tín hiệu này thì chúng ta sẽ hướng lên vùng kháng cự 11 112, về đến đây chỉnh cung chúng ta sẽ tính tiếp. LDG cũng như vậy, LDG trong thời điểm hiện tại có phân tích ở vùng 7.5, vùng 8, biên vừa qua là biên 8.7, có luôn, ví dụ đây, LDG, đó. Thì cái câu chuyện là ở đây, cái nhóm này là không có chart đâu các anh chị nhá, nhóm này anh nào mà chart là bị phạt. Thì chúng ta sẽ có thể truy xuất lại được, ví dụ ngày 28 tháng 6, biên 7.8 đến 8 đây, đó, ví dụ tích lũy. Đó, thì chúng ta bắt ở quanh những cái vùng tích lũy như vậy, và 29 tháng 6 có thêm LDG ở vùng 8.5, vùng 8.7, đó, ví dụ vậy. Rồi, thì đẹp rồi. Nhìn chung ấy, về xu hướng của LDG như vậy là nó cũng ít nhất là xa thì chúng ta chưa nói, nhưng ít nhất là chúng ta cũng đã ngắm được một cái nhịp phục hồi ngắn từ vùng 8 và đánh đến vùng 11.3, ví dụ may mắn đấy anh chị nhé, về lên được vùng 11 đó, từ vùng 8.7 về lên đến vùng 11.3, 11 đi, như vậy là chúng ta cũng được 2.300 đúng không ạ, 2,3 trên 8.7 đấy là tính cua trong lỗ nhá, là cũng được 26% các anh chị. Làm gì cho nó lại. Đó, một cái nhịp mà ăn được khoảng, nhịp này mà ăn được khoảng tầm 5% đã là cười
cười cười rơi nước mắt rồi chứ đừng có nói đến 26%. Ok, C2, C2 cũng rất hay rồi các anh chị. C2 đây. Đó, C2 là rất hay rồi, 30 tháng 5, 28 tháng 6. 28 tháng 6 chúng ta phân tích C2 và tận dụng nhịp hồi T cộng chém cá. Đó, biên 17 17 2 đến 17 5, NBB ở 16 16.5 chém cá ở phiên giao dịch 28 tháng 6 ngày hôm qua, tiếp tục phân tích C2. Đó. Và phiên ngày hôm nay thì C2 đang bật công kháng cự 18 và tiền bắt đầu vào. Và 9 giờ hôm nay đó, hình như bắt đầu ấy thì bắt đầu giao dịch, NBB bắt đầu có tín hiệu đánh lướt T0. Và đây là một cái hình ảnh cho các anh chị thấy thôi. Cùng liên tục xử lý những cái lệnh như này. Đó, ví dụ như chúng ta ép ở được giá 16.25 và T0 chúng ta sẵn hàng và chúng ta bán đi 16.9. Rất nhiều những cái mã cổ phiếu trong thời gian vừa qua cũng lên phải xử lý trong T1 và T0. Đó, T1 và T0. Và phương pháp là gì? Phương pháp là chém cá. Đây là chém cá các anh chị. Chúng ta sau cái lệnh mua này thì vô hình dung là cái số lượng cổ phiếu mà chúng ta nắm ở trong tài khoản không đổi, nhưng cái giá vốn của chúng ta sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã đảo được 1.200 cổ phiếu mua ở giá 16.25 và chúng ta bán ở 16.9. Như vậy là cái giá vốn nó sẽ thay đổi, và chúng ta cứ cố gắng tìm được nhiều lệnh như vậy thì dần dần là cái giá vốn của cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm. Nó thì chúng ta có những cái tình huống như vậy để chúng ta xử lý. C2 nhịp này các anh chị mua trùng lê, và chúng ta có thể tính toán rằng là gom trung hạn đấy các anh chị. C2 nhịp này trung hạn quá đẹp rồi, vùng 15 đó. Tất nhiên là mọi thứ nó vẫn có thể đổ bể là câu chuyện bình thường, nhưng ít nhất là chúng ta nhìn thấy được cái gì, vùng 15 nó rất là đẹp này. Đó, đẹp không các anh chị? Đây như vậy. Và nó có 3 tuần rồi, 3 tuần không thủng vùng 15 các anh chị. Vậy thì còn cái gì đẹp hơn đúng không ạ? Rất đẹp. Đó, và chúng ta cân. Và C2 thì chúng ta có những cái cảnh báo sớm như vậy ở quanh vùng đây này, những cái vùng 16, 16, 7 đây, rất đẹp. Tuần tới thì khả năng C2 sẽ kéo lên quanh vùng 20. Và nó sẽ chỉnh cung, nó sẽ test lại cung ở quanh vùng 18 ở đây không thủng, và lực cầu nó vẫn duy trì được khoảng tầm từ 6 đến 8 triệu cổ phiếu. Thì như vậy là chúng ta tất tay đi, tất tay tất tay. Đường MACD đẹp rồi. Đấy, đường MACD đang hướng lên. Rất nhiều các cái chỉ báo kỹ thuật cực kỳ đẹp. Rồi NBB sáng nay đảo phát. Thì đối với NBB đây, hỗ trợ kỹ thuật ở đây là 15 16 cân đi các anh chị. Và tín hiệu hôm nay đẹp rồi. Phiên nay 1 triệu 3. 1 triệu 3. Như vậy thì khả năng nó sẽ đi thêm được khoảng tầm độ 2 phiên nữa, 2 đến 3 phiên nữa. Và cố gắng nhịp này mà NBB mà táng lên được khoảng vùng 20 là ngon rồi. Đấy, mai phiên thứ hai tuần tới khả năng nó còn nhả cung á, nó chưa chạy được đâu. Khả năng là chúng ta lại phải cân được ở khoảng quanh vùng 16, đấy, lại làm nhát nữa. T1, T2 bán. Đó, thế thôi. Ổn. Cái bộ thứ ba đó là gồm có 3 mã cổ phiếu, gồm có mã cổ phiếu FCN. Hiện tại thì FCN đã bị giảm rất là mạnh đây. Và một cái mô hình đang nhìn như thế này, từ đây tiêu xuống đây, vòng lên đây, tiêu xuống đây và vòng lên đây. Như vậy thì FCN sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 đến khoảng vùng 12.5. Mục tiêu ngắn hạn thì có thể đánh lên khoảng vùng 15 đến vùng 15.5 chốt tạm. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp đảo ngắn ở đây. Và như vậy thì chúng ta cũng đã vô hình dung là chúng ta điêu được cái giá vốn về, và sau những cái nhịp này thì cũng sẽ có đánh ra thêm về FCN. VCG ở thời điểm hiện tại cũng có một cái mô hình khá giống với FCN. Đó, tiêu xuống đây, tức là tiêu xuống 16 xong nó hồi lên ở vùng kháng cự 19.3 và nó lại bắt đầu chỉnh cung về quanh vùng 17 khá là đẹp. Phiên ngày hôm nay thì VCG tím. Như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng VCG sẽ tiếp tục đánh, và may mắn thì VCG nhịp này sẽ về được khoảng quanh vùng 22. Như vậy là chúng ta cũng sẽ có một nhịp đảo hàng khá là ok. Mô hình của LCG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, từ vùng 13 nó chỉnh xuống vùng 9, sau đó nó hồi nhịp 1 ở đây và nó tiếp tục test lại cung ở vùng 9.5 đến vùng 10. Đó, nó tiếp tục test lại cung ở vùng 9.5 vùng 10 bên này, như vậy là tạm ổn. Phiên ngày hôm nay thì LCG cũng có một cái điểm tăng kịch trần, và với một cái mô hình đi như vậy thì cũng đang kỳ vọng là LCG sẽ đánh lại vùng 12 đến vùng 13. Như vậy chúng ta sẽ có một nhịp đảo hàng ngắn ở đây. Bộ tiếp theo đó là hai mã cổ phiếu TDH và Thủ Đức Hau và DRH. TDH, hai mã này thì bắt đầu ngắm. Đây, TDH cũng đã có phân tích cùng với DRH rất là sớm. Ngày 28 tháng 6 thì chúng có cập nhật thêm hai cái mã cổ phiếu về mặt tính cơ bản. Đó, cũng có nói thêm, đây là hai mã cổ phiếu PEN này, trong đó thì
các cái tính cơ bản các anh chị có thể quan sát thêm đó, ví dụ DRH thì ở cái vùng 7 đến vùng 7.3 đó, TDH ở vùng 4.7 đến vùng 5. Vậy thì TDH chúng ta thì nói trước ở vùng 4.7 đến vùng 5 đây, thì chúng đang ngắm thấy một cái hình thành hỗ trợ kỹ thuật rất đẹp đây. Sau một nhịp kéo thứ nhất thì chúng ta sẽ có ở vùng 5.5, hình như có phân tích cái này, hình như ở 5 đến 5.3, 5.5. Như vậy thì chúng ta có thể gom dần những cái vị thế ở đây. Và sau những cái vị thế gom dần đó thì chúng ta có những cái mục tiêu nào? Thứ nhất là 6.8 đến vùng 8. Khi mà em này mà đánh break 8 thì xong, tức là như vậy là chúng ta đã gom được một cái quá trình gom ở dưới này sẽ rất là tuyệt vời và gần như chúng ta bắt được gần đúng đáy đó. Và TDH thì như vậy, còn DRH thì như thế nào? DRH đây anh chị, đó, đối với DRH thì cũng đang ngắm sau một cái nhịp mà nó con này nó đây các anh chị, một cái downtrend rất là dài. Và ở đây thì chúng ta cũng đang nhìn thấy là gì, vùng 6, và cái thứ hai nữa là biên ở đây đó là biên 6.8 đến 7.3 là cái vùng mà tức là nó về lại nơi xuất phát ở đó. Vậy thì như vậy là nó trả hết cung của một cái nhịp đánh này, nó về lại nơi xuất phát rồi thì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ ngắm đến cái đường MACD, MACD tuần đó. Các anh chị cứ không không cần phải, đừng có quá quan sát nhiều các thứ đó. MACD tuần nó chuyển hướng dần như này, ví dụ nhá, đây là vùng mô phỏng thôi đó. Đó, ví dụ các anh chị sẽ theo theo dõi sát được như vậy đó, và cái đường này nó quẹo xuống này đấy, thì tại cái thời điểm này, tại cái điểm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái xu hướng về cái sự chuyển chuyển mình và chuyển pha xu hướng. Vậy thì tại những cái thời điểm đó chúng ta sẽ gom mạnh mẽ hơn. Ok, còn trong thời điểm hiện tại đó là gì? Đó là biên 7.8 đến biên 8, trong tuần nó díu phát này, còn có cả 7.6 cho các anh chị mua đấy, rất đẹp. Thì cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là khi mà chúng ta gom cổ phiếu á, thì chúng ta gom từ từ, chúng ta đặt những cái vùng hỗ trợ này đó, và mục tiêu ngắn hạn đó, mục tiêu ngắn hạn thì con này phải break vùng 9. Cầu bắt đầu khá rồi đấy, cầu bắt đầu khá. Nói chung em này mà cứ đánh khoảng tầm độ 3 triệu cổ phiếu trên phiên là tơi đấy, lực cầu nó phải đạt tầm này 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 đó. Ok, thì tuần này cũng có giới thiệu lại cho các anh chị một một số các mã cổ phiếu về nhóm ngành bất động sản, hạ tầng, xây lắp, anh chị lưu tâm. Đấy là những mã cổ phiếu tốt nhất, tối ưu nhất với góc nhìn của Hùng. Thế còn góc nhìn của anh chị thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Đây là hai cái nhóm mà theo quan điểm của Hùng Lê, trụ lực trong cái thời điểm hiện tại, nó sẽ góp phần rất lớn đến cái cục diện thị trường chứng khoán trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Và hiện tại thì dòng tiền đang hướng đến hai nhóm này. Chính vậy nên là ngay từ rất sớm thì Hùng Lê đã có những cái phân tích trên nhóm, những cái khuyến nghị trên nhóm về nhóm ngành chứng khoán. Ví dụ như là Hùng sẽ lật tính cái cổ phiếu SSI chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì ngày 29 tháng 6. Ok anh chị, 29 tháng 6. SSI ở biên 19.5 đến 20 có thể bắt thêm. Đang khá là tốt. Đó, đến ngày 19 tháng 7, mùng 4 tháng 7. 19.5 xuống break 20. 20.5 là đẹp. Ví dụ thế. Ngày 8 tháng 6 tiếp tục cập nhật các cái xu hướng kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán. Rồi, hoặc là ví dụ CTG chẳng hạn, chúng ta cũng đã có những cái đánh giá rất là sớm về nhóm banh. Ngày 23 tháng 6. Ngày 23 tháng 6 đánh giá banh, ngày 27 tháng 6 tiếp tục đánh giá BIDV, công thương, một số các mã cổ phiếu ở vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta tiếp tục và có những cái phân tích. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhìn thấy rằng là nhóm banh và nhóm chứng khoán thì là hai cái nhóm ngành này nó thường xuyên có cái sự tráo vai trò với nhau. Ví dụ hôm nhóm ngành chứng khoán chỉnh thì nhóm banh sẽ giao dịch tốt, và hôm nhóm ngành banh chỉnh thì nhóm ngành chứng khoán sẽ kéo rất tốt. Ví dụ ngày hôm nay thì chứng khoán giao dịch tốt thì banh lại nghỉ ngơi đó, ví dụ như vậy, rất là nhịp nhàng. Thì đối với Vietcombank là em này là em ấy kéo chỉ số thôi. Trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã kéo về vùng 72.5. Ở phiên ngày hôm qua kéo khá là tốt, và ngày hôm nay trả cung ở 74 và khả năng sang tuần tới sẽ trả cung lại quanh vùng 72.5. Cổ phiếu MBB nghỉ ngơi một tí không sao cả. MBB trong tuần đã có những cái lực đánh khá là tốt, và
Nó có hình thành cái vùng tích lũy cấp 2 ở đây, đó là vùng 24, 24.5 tương đối đẹp. Nó chỉ có 3 tất gần như là nó giao dịch ở trên vùng 24 cộng. Ok, 24.5 cộng, chỉ có phiên ngày hôm qua là nhún về 24.5 xong nó kéo lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tuần tới khả năng thì nó còn nhún nhẹ một 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 hai nhịp về đây nữa, nhưng cũng chỉ khoảng vùng 24.5, 24.6 thôi, khả năng là như vậy. Mục tiêu của nhịp này thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 26.5 đến khoảng vùng 27, đây là vùng kháng cự, chúng ta lưu tâm. Bit hiện tại dòng tiền đánh tương đối tốt. Đấy anh chị, trong tuần vừa qua thì suýt nữa là nó đạt được cái vùng giá mục tiêu ở đây là vùng 38. Lên được đến vùng 37.5 rồi, chỉ còn 0.5 nữa thôi, cố một tí nữa là vừa đạt được cái target này, là chốt nhịp 1 cũng khá là ổn. Tuần này nhìn về mặt xu hướng thì BIDV sẽ có nhịp chỉnh, nó sẽ chỉnh lại đó các anh chị. Nhịp chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 34. Khỏe khỏe hơn thì nó sẽ nằm ở khoảng vùng 34 mấy đấy ta? 34.3, 34.4. Đó, 34.5. Thì các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh ở những vùng chỉnh cung này, chúng ta có thể canh gom thêm. Mục tiêu thì nhịp này vẫn là công kháng cự 38. Break được vùng 38 thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 41.5 đến khoảng vùng 42. Ở công thương chúng ta nhìn tổng cục một tí nào, tức là công thương ở nhịp này khả năng vẫn đang sóng hồi các anh chị, sóng hồi này thì cũng chưa ăn thua. Target dài thì chúng ta cũng chưa thể tính được, nhưng target ngắn thì chúng ta sẽ tính như sau. Thứ nhất đó là vùng 27, thì tuần vừa qua nó đã đạt vùng 27 và hai lần tuần trước thì nó đạt vùng 27, nó sọt lại đây, đó là biên dự kiến 25 25.5. Thì tuần này nó cũng tiếp tục đây đang có những cái xu hướng để sọt lại, tức là nó lại quay lại vùng 25.5. Tuần tới đúng rồi, 25.5 tuần tới thì chúng ta có thể quan sát thêm những cái động thái của công thương ở quanh vùng 25.5, các tài khoản cầm có thể gom thêm vùng này. Về đến vùng 27 chốt bớt và mục tiêu thì sẽ đánh về vùng 28, còn break được vùng 28 hay không thì đấy là câu câu chuyện mà chúng ta sẽ tính toán thêm. Thoát được vùng 28 thì lúc đó chúng ta sẽ xây target cao hơn. Techcombank tuần này giao dịch rất tích cực và nó đang có xu hướng công kháng cự 38.5 đến vùng 39. Nói chung là break được vùng 39 thì cực kỳ đẹp, và đồng thời nó cũng xây được một cái nền hỗ trợ 37 các anh chị này. Đó, cả tuần nó test ở trên vùng 37 cộng khá đẹp. Nói chung có thể canh gom thêm, có giá 37 hoặc có giá ở đây đó là giá 36. Đó, có những cái giá này thì chúng ta gom thêm thôi. Và mục tiêu thì Tech ở nhịp này nếu nhìn sơ sơ ấy thì ít nhất là cũng phải về được khoảng quanh vùng 42. Đó, về được quanh vùng 42 thì mới gọi là đánh. Thế còn nếu mà chưa đánh được, không không đánh thoát được cái vùng ở đây vùng 39 thì có vẻ hơi hơi đuối. Không hợp lý lắm. Nhịp này đang dồn dồn tiền để đánh banh mà lại đó, đường mắt đang khá là tốt, chính vậy nên là cái kỳ vọng của nhóm banh ở trong cái nhịp này cũng rất là lớn. HD banh thì hơi eo ọt. 25 25.5 kháng cự bị sọt xuống. Trong tuần thì vùng 237 đang phát huy cái hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Nhìn chung thì lực cầu khá là thấp. Đường MA thì đang có xu hướng bị mất đà. Tức là xanh này. Rồi khả năng là bị đỏ này. Mà bị đỏ ở đây là hỏng này, tức là nếu mà bị đỏ thì xu hướng là nó sẽ bị còn bị test lại, khả năng là nó sẽ quay lại test lại quanh vùng 23. STB hiện tại cũng đang giành được rất nhiều cái sự kỳ vọng của cá nhân Hùng Lê. Sau một cái giai đoạn nó tích lũy tạo nền và tuần này thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu thoát được vùng 22.5. Tuy nhiên phiên kết tuần thì hơi đuối một tí lại quay về vùng 22.5. Ít nhất ông phải đóng được tầm 23 thì đẹp. Trong 2 tuần gần đây thì nó bắt đầu nhấp nhối là công cái vùng kháng cự 23 nhưng mà công chưa thành. Mục tiêu ở trong nhịp này thì Hùng đang hướng đến vùng kháng cự 24.5 và về đến vùng này chúng ta có thể đánh giá thêm. Nhịp này thì STB cũng cũng nhìn cũng cũng khá khá đấy. Nhìn nói chung là như thế này mà không dồn lực mà đánh tiếp thì hơi phí. Bởi vì để mà hình thành lên được một cái cơ hội này, các anh chị nhìn thấy không? Nó mất rất nhiều thời gian, và bản thân đối với STB thì cũng đã bắt đầu phân tích một sóng lên.
ở đâu đó quanh vùng hỗ trợ 20.3 và bây giờ lên được vùng 22.5 thì nói chung cái target nó cũng được một tí tẹo, chưa chưa cho chưa chưa hấp dẫn lắm. Liên Việt Postbank ở đây chúng ta có phân tích hai vùng hỗ trợ kỹ thuật, đó là vùng 12, 12, 3 và sau đó thì là biên 13. Trong tuần vừa qua thì nó đã tiệm cận kháng cự vùng 14 và tiếp tục có một nhịp chỉnh cung lần thứ hai ở quanh vùng 13. Nhìn chung thì tuần tới sẽ cần phải đánh giá thêm cái xu hướng mà nó tích lũy lại ở quanh vùng 3 này, khả năng nó còn 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 đi một vài phiên, ít nhất là phiên giao dịch ngày thứ hai với ngày thứ ba. Sau đó thì căn cứ cái tín hiệu thực tế thì chúng ta mới có thể dự báo được cái xu hướng xem là em ấy sẽ tiếp tục hành trình lên vùng kháng cự hay là phải tích lũy lại nền ở vùng 12 đến khoảng vùng 12 3, chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Rồi nhóm anh thì chúng ta lưu tâm một số các mã cổ phiếu như vậy và bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích tiếp cho các anh chị một cái nhóm ngành, đó là nhóm ngành thủy sản. Thì nhóm ngành thủy sản trong thời gian vừa qua là Hùng không có phân tích, bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đã đạt được những cái kháng cự, những cái target rất là ok rồi. Ví dụ các anh chị có thể lật ngược lại những cái bản tin tuần trước đây thì trong những cái giai đoạn Hùng phân tích mã gọi là nhóm ngành thủy sản á, thì chúng ta có nói đến cái vùng kháng cự 105 đến 108 của VHC. Đó, và từ cái vùng kháng cự đó thì chốt xong, thì như vậy là Hùng không có phân tích trở lại. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta ngắm ngắm được khả năng là ông này ông ấy có tí tẹo ở đây. Thế thì có tí tẹo thì phải từ từ, mới có tí tẹo thôi chứ nó chưa lớn. Vậy thì quanh vùng 77 tuần tới sẽ có đó, hoặc là ở vùng 74 đến vùng 75, đây là những cái vùng mà các anh chị có thể thòng thòng lệnh. Thòng lệnh thì nói chữ thòng thì nó cũng ấy, hay mọi người hay kiểu phòng 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 giữ ấy. Tức là ví dụ chúng ta có thể là trong phiên chúng ta đặt ở lệnh mua 75, 74, 73 ví dụ vậy, thì có thể là phiên này khớp nhưng mà phiên này không khớp, nhưng phiên mai khả năng là khớp đó. Hoặc là ví dụ như cũng có thể là không có cái giá này, nhưng mà khi mà chúng ta ngắm những cái vùng hỗ trợ và chúng ta đặt trước như vậy thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta đã gom cổ phiếu như vậy có thể là về đến đây tôi mới gom, và khả năng là có đấy các anh chị, nhìn thế này là có kiểu gì cũng có giá 75 đó. VHC ANV chúng ta cũng bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là hay. Thì ở đây tuần vừa qua nó chỉnh về, thứ nhất đó là chắc chắn nếu Hùng phân tích thì Hùng sẽ phân tích chỉnh về vùng 45, chứ không ai phân tích được ở dưới này đâu nhá, phân tích chỉnh về vùng 45. Còn cái điểm mà nó sọt qua vùng 45 thì đấy là thực tế, nó có thể sai lệch một tí đó, và đây nó có lực hồi. Tuy nhiên lực hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật của Hùng là không đủ lớn, chính vậy nên là như vậy thì tuần tới nó sẽ có những cái giá nó test lại ở khoảng quanh vùng 42.5. Thì về đến 42.5 các anh chị có thể cân một ít và về đến vùng 39 đến vùng 40 nếu có, và quan điểm kỹ thuật ở trong nhịp này thì khả quan, khả năng là nó sẽ chỉnh hết cung. Đó, về đến vùng 39 40 thì nó bắt đầu nó mới hình thành một cái xu hướng hình răng cưa ở đây. Đó, rồi bắt đầu nó bật biết ở thì bên này. Vậy thì các anh chị bảo là thế ông này ông ấy nói như thế thì ai chả nói được đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện là gì? Khi về đến đây á, thì nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật. Vậy thì những cái tín hiệu như nào? Đúng không anh chị? Những cái tín hiệu như nào? Thì ví dụ với đường MACD, tức là có khoảng tầm 5 cái bộ tín hiệu mà thường xuyên theo dõi. Nhưng ít nhất ví dụ đường MACD ở đây, các anh chị nhìn thấy không? Chuyển, chuyển pha. Thì chúng ta gióng lên đây. Đó các anh chị, gióng lên đây, thứ nhất là cổ phiếu tích lũy này. Rồi test lại này và bắt đầu gióng lên đây, chúng ta nhìn thấy bắt đầu đảo dần. Đó, và cổ phiếu bắt đầu phục hồi. Như vậy thì đây sẽ là những cái thời điểm gì ạ? Nhúc. Nhúc từ từ thôi. Rồi, nhúc xong và đến lúc nó break cái vùng 45 này thì nhúc mạnh này. Đó, cây nến này là cây nến đóng mạnh này. Đó, bởi vì sao? Bởi vì đường MACD nó xanh mơn mởn như này rồi, nó đang hướng lên. Vậy thì ở đây cũng như nào? Nó chưa đâu. Đấy, khả năng là ông còn cái đường đỏ đỏ này theo như Hùng vẽ thì nó sẽ đi này đó. Rồi sau đến một cái ngày nào đấy đẹp trời nó đang đỏ quạch cái này tự dưng nó xanh roi rói thì đấy là thời điểm mà gì nhúc xúc đó. Ví dụ đó, vậy thì nó sẽ kéo theo những cái tín hiệu kỹ thuật giá ở đây. Ví dụ nó test về đây là quanh vùng 42.5, tức là chúng ta phòng rất nhiều cái tình huống anh chị nhá. Ví dụ như chúng ta phục mua cổ phiếu ANV là chúng ta phòng đủ các cái tình huống để chúng ta bắt ở bên này, chứ không phải chúng ta bắt một cách vu vơ, nó có cơ sở để chúng ta bắt. Tất nhiên là không thể nói rằng là như vậy sau khi tính toán như thế thì đúng 100%, nhưng hạn chế được rủi ro đấy chắc chắn. Xin lỗi các anh chị, kể cả là khi mà cổ phiếu ANV mà về đến vùng 60 có khi cho kẹo mút không dám mua đó. Với quan điểm Hùng không bao giờ mua những cái vùng đó, nhưng mà về đây này là Hùng ngắm ngắm để mua này đấy.
nó khác nhau về tư duy, chứ không phải là mọi người bảo là phân tích toàn chém gió, toàn thế này thế kia, không phải đâu các anh chị. Chém gió nhưng mà nó có cái hay của cái chém gió đấy chứ không phải không hay đâu. Đó, vậy thì chém gió ở đây là gì? CMX á. Đó, xin báo cáo với anh chị là khi mà CMX mà tòng bắn tong lên đến khoảng vùng 23 này á thì thôi, ngồi mà nhìn. Đó, vì sao? Ở đây tèo. Đây tèo và đây là anh Quang tèo, anh Quang tèo anh ở đây này. Đó, còn về đến đây là anh quyết thắng này, anh à nhầm, anh Quang thắng. Đấy. Về đây là anh Quang thắng này. Đấy, anh Quang thắng này. Anh Quang thắng anh ấy chờ mình này, nói anh ấy yêu mình này. Đúng không ạ? Tất nhiên là cũng có thể sai, nhưng khi mà ở đây ít nhất là có sai ấy thì nó cũng sai nhỏ nhẹ thôi, nó không sai to các anh chị, đúng không ạ? Đó, về đây anh Quang thắng anh yêu mình này. Đó, vậy thì về đây là gì? Về đây là chúng ta mới bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu. Đó, vì sao tuần này ta mới phân tích nhóm thủy sản, đúng không ạ? Và tại sao các tuần trước chúng ta không phân tích đi? Vì sao? Vì ở đây vùng 15, 15.5 đang là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và ở đây nó bắt đầu đó, các anh chị nhìn thấy là đường MACD nhá, nó bắt đầu đi tèo 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 tèo, nó đi là nó đi ngang, nó không cắm nữa. Đây nó cắm này, được chưa? Và bắt đầu nó đi là xong, nó bắt đầu nó xanh mơn mởn đó. Ok, thì đây này, bây giờ ta nhìn này, nhìn này, bắt đầu nó đi xuống đây này, Hùng bắt đầu nhìn thấy nó đi là này rồi, xong sang một cái đoạn đâu đây nó xanh mơn mởn. Vậy thì để mà đón đầu cái đoạn xanh mơn mởn này thì chúng ta phải bắt đầu đi cái đoạn nó là, và đoạn này chính là cái đoạn là đó các anh chị, đoạn đó, đoạn 15 15 trong năm này CMX đi là. Ok, mọi người bảo vùng chém gió cũng được, thế nào cũng được, không quan trọng, miễn là biết cái gì thì nói cái đấy, hiểu cái gì thì nói cái đấy, có cái gì thì nói cái đấy, gọi là chia sẻ cùng với anh em. Đó. Rồi, cổ phiếu IDI các anh chị, đoạn này nó cũng bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta bám sát thêm. IDI thì chưa thể cân được. Nói chung nó cần phải có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 17, 17.5, 18 ở đây. Đó, nó phải bắt đầu, nó phải phục hồi lại được ở đây để chúng ta gọi là có một cái câu nói kinh điển là mua qua đỉnh, bán qua đáy. Mua qua đáy, bán qua đỉnh, xin lỗi cả nhà. À, vậy thì ví dụ đây là cái đáy nhỏ, nó nhíu xuống 17 nhưng mà phải lên đến khoảng tầm vùng 19.5, ví dụ như thế, thoát 19.5 anh mua. Thì như vậy là gì? Tức là so với cái câu nói đấy nó là gì? Có nghĩa là mình để cho qua cái đáy này đi, và mình nó cổ phiếu break lên đến này, đoạn đoạn này mình mua đó. Và nhưng đến cái đoạn này là mình quan sát. Vì sao? Vì đây, hỗ trợ đây, hỗ trợ đây, hỗ trợ đây. Vậy thì đây chắc chắn kiểu gì các ông cũng ít bán đi. Và khả năng tay to nó sẽ mua ở đấy. Chúng ta bơi theo tay to. Ok, đối với ASM thì trong tuần vừa qua có ngắm đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 14, 14.5, tuy nhiên là vùng 14 nó bị phá rồi. Phá rồi thì 14.5 cứ bình tĩnh, nó bị phá vùng đó thì nó phải xuống cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là quanh vùng 12. Như vậy thì tiếp tục bám sát ở quanh vùng 12, 12.5 đây để chúng ta thử xem là cái xây nền ở đây như thế nào, và quan sát cái tín hiệu C này ở đây thì chúng ta sẽ có quyết định mua hay không cổ phiếu ASM. Rồi, nhóm ngành than thì đối với thời điểm hiện tại là than đang tăng. Giá than đang tăng và cổ phiếu than thì đang nằm ở ngưỡng tích lũy, và theo quan điểm của Hùng thì những ngưỡng tích lũy này khá là đẹp. Đối với than, đối với TPD Hùng có phân tích rồi, 13.5 đến vùng 14. Đấy là cái vùng mà các anh chị có thể ke gom và có phòng thêm ở vùng 13. Cổ phiếu CST ở biên 13.7, sau đó là biên 14, 14.1 ở đây. Các anh chị nhìn thấy trong tuần vừa qua đúng không ạ? Chúng ta mua CST bây giờ đóng cửa vùng 14.8, ít nhất là lãi, không lỗ. Đó. Căn căn cho những cái giá cực kỳ đẹp. TDN cũng có ke ở đây, đó là vùng 12, 12.5 và ở đây là 12.1. Đấy, trong tuần có luôn giá 12, 12.1. Đó, mua đây 12.1, 12.1 đó các anh chị. Như vậy là chúng ta ke được cái vùng hỗ trợ này thì ít nhất đừng ra mua 12.1 thì chúng ta không không chết, khoảng 12.1, 12.2. THT đấy, ke giá mua vùng 11.7 đấy, ít nhất là đóng cửa cuối tuần vùng 12 xanh nhẹ. Hả? NBC có giá mua 14,
Rồi có giá 13.5 luôn, có 13.5 luôn, 13.5, 13.5, 13.8, 14 luôn. Đó, trong tuần vừa qua có luôn những cái mức giá rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn và kết tuần ở 15. Nhìn cái cách đánh của NBC như thế này ấy, thì nó đang hình thành một cái biên tích lũy đây này, cũng theo quan điểm cùng là đẹp đấy. Rồi sau cái biên tích lũy này thì nó cũng sẽ có những cái cây nến phi tiêu như này thôi. Thì phi tiêu đầu tiên đó là khả năng là về đến vùng này thì cái trạng thái kẹp hàng của nó họ xả nhiều này, vùng 17 17.3 nó sẽ bị xả đấy. NBC các anh chị gom thêm thôi. Mục tiêu là đây 17 17.3 chốt tạm lên một ít. Xa xa hơn tí nữa thì tốt, không thì lên đến đấy là cũng ăn đẫm rồi. TC6 ở đây có cái giá vùng 8.6 gom được. Biên hồi tôi kỹ thuật vùng 8 8.3 nhưng trong tuần vừa qua thì không có tầm vùng 8.3 để mà gom đâu, vùng 8.5 8.6. Mục tiêu thì sẽ công lại vùng 98 đến vùng 10 và xa hơn sẽ là vùng 11, đó là những cái vùng giá mục tiêu trong ngắn hạn của TC6. Nhóm ngành phân đạm thì trong thời điểm hiện tại khả năng là cũng sẽ có một số các cái tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị có thể bắt được rồi. Đối với BFC ở đây hỗ trợ đây rồi các anh chị ở vùng 20 20.5. Trong tuần vừa qua thì nó có vùng 21.5, nó đi bám biên khá là đẹp và trong tuần trước cũng như vậy. Và cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 24, 24 đến khoảng vùng 25 nếu không nhầm là như vậy đúng không? Vùng 24 25 đó là vùng kháng cự. Thì tuần tới nếu như có vùng giá vùng 21 3 21 5 và thậm chí là vùng 20 ở đây thì chúng ta có thể bắt dần vị thế của BFC và chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật. Vậy thì nói đến đây tín hiệu kỹ thuật đó là cái gì? Đó là ít nhất ông phải đánh vượt thoát vùng 25. Rồi sau khi vượt thoát 25 thì sẽ có một đến hai cây nến test lại mà không thủng vùng 24 cân mạnh. Thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái nhịp này cũng còn đã có phân tích cho các anh chị rồi. Khi mà nó hồi lên á, thì bao giờ chạm với vùng kháng cự đây nó đi xây này các anh chị, và nó xây nó test trả lại cung đó, thành công. Và đây là một cây nến mà giúp cho chúng ta thằng này nó ngon rồi, mình có vị thế thấp rồi thì thằng này thì phải cân chứ còn cái gì nữa, tôi cũng có thể mở mua điểm hết ở đây đó. Thì bên này cũng như vậy, mọi người cứ bảo là chờ điểm mua kỹ thuật là cái gì, ông Hùng ông cứ chém là vậy. Thì mặc dù là trong cái đầu Hùng ông đã có tư duy định hướng rồi nhưng mà để nói sâu nói chi tiết đó, ví dụ như BFC cũng lại mô phỏng những cái này đó, cái đường đi ấy, ví dụ như là nó test cung lại ở quanh đây 21.5 21 ở đây rồi nó tích lũy thành công, xong nó tăng dần lên đến đây, nó tiệm cận lên đến cái vùng 24 25 này, nó có thể kéo break qua rồi sau đó nó quay lại trả cung. Test thành công ở đây thì sẽ là có xuất hiện thêm những cái điểm mua ở đây nữa để có thể hướng về target. Ví dụ trong nhịp vừa rồi chúng ta có hướng về target ở vùng 32 đến vùng 33 đó. Rồi Đạm Cà Mau đó, Đạm Cà Mau tuần trong tuần là nó bị mất vùng 30 này, 30 rồi thì nó sẽ chỉnh chỉnh cung về đâu vùng 25 vùng 26, tuần qua về vùng 25 có phục hồi. Và cái tính chất của thằng Đạm Cà Mau này là nó đánh hồi chữ V, đánh hồi chữ V nên là hai cây thì nó tụt lại một tí đấy các anh chị, hai cây thì nó tụt lại một tí rồi nó đánh nó kéo luôn. Như vậy thì các anh chị mà để mà chủ động á, tất nhiên là mình cũng không giám sát được cái tình huống này, tức là có thể vùng 27.5, nếu xác định mua thì có thể vùng 27.5 đó, có thể chỉnh cung về quanh vùng 27.5 này rồi nó kéo tiếp. Trong cái trường hợp mà như vậy á, nếu mà chỉnh mà tức là cảm giác của mình sẽ xem được các anh chị. Nó không chỉnh sâu và nó chỉ chỉnh về đấy thôi thì chúng ta phải cắt ngay, bởi vì như vậy là nó sẽ có một cái nhịp hồi chữ V ở đây, cách đánh của nó như vậy đấy, nó chỉ đây này thì cùng lắm sang phiên thứ hai tuần tới sẽ có ở vùng 27.5. Đạm Phú Mỹ cũng bắt được rồi đó, nó có cái cây hồi và cái thằng Đạm Phú Mỹ này như vậy, nó đánh chữ V hai cây và một cây tụt, thì đây cũng đang có hai cây và một cây tụt, vậy thì cái tụt này thì khả năng nó sẽ có thể test lại quanh vùng 43.5, dự kiến là như vậy. Và ở đây chúng ta nhìn xa xa hơn một tí thì ở đây này cái vùng hỗ trợ 39 đến vùng 40 của Đạm Phú Mỹ ở điểm này đang đang khá là đẹp, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ test cung ở đây đó các anh chị. Nếu chúng ta bắt thì chúng ta bắt từ từ, bắt một hai phiên và chúng ta chờ đợi thêm, ví dụ như sau khi những cái điểm bắt đó mà chúng ta thấy một cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt lên, đó là gì chứ, tức là Đạm Phú Mỹ break lại vùng 50 cộng ấy, nó đánh đánh thoát vùng 50 thì đây sẽ xuất hiện một cái điểm mua nữa đó, ví dụ thế. Ok, cổ phiếu CSV
CSV thì trong 2 tuần vừa qua, nói chung là CSV đang có những cái điểm test ở quanh vùng 41.5. Trong tuần thì có một cái nến tụt nhưng mà nó lấy lên lại được, thì cái điểm lấy này thì nó cũng chưa 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 thuyết phục được anh chị. Nên là tuần tới nó sẽ test lại cái điểm tụt này. Thậm chí là cái điểm mà ông có nhắc các anh chị ở đây, đó là vùng 36.3 đến khoảng vùng 37. Đấy là cái vùng mà chúng ta phải dự phòng CFV, tức là test hết hết lại đây, rồi khi đó nó có cái tín hiệu phục hồi thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá. Ví dụ này, đấy đấy, chuyển xanh này, cây nến này mua vì sao? Sau một cái nhịp ấy và sau một cái nhịp tăng thì nó tiếp tục có một cái biên ở đây là biên 41.5, biên 2 thoát biên 41.5, mua tín hiệu đường MACD đảo xanh. Đấy là tín hiệu thứ nhất, còn vô số các cái tín hiệu khác nữa không phân tích kỹ ở đây. Nhóm ngành mía đường thì các anh chị lưu tâm giúp chồng mã cổ phiếu FPT đang cũng khá là ok nhá anh chị nhá. Thì FPT chúng ta đang phân tích một sóng lên ở vùng kháng cự ở đây là vùng 19, và trong tuần trước thì cũng có nói rồi, xu hướng thì nó sẽ tiếp tục quay lại ở vùng 16.7 đến vùng 7 ở đây, nó sẽ test trả lại cung cầu, và trong tuần thì nó đã có 2 phiên quay trở về test lại đây, đóng cửa 17.7 khá là ok. Tất nhiên hiện tại thì lực cầu nó đang bị suy yếu, lực cầu của em này phải đánh khoảng tầm độ tầm 5 triệu. 5 triệu cổ phiếu trên một phiên, và chúng ta sẽ hướng đến vùng 19 đến khoảng vùng 20. LSS ở đây chúng ta có biên hỗ trợ, tức là ngắn hạn thì LS cũng đang đi ở trong biên 9 khoảng vùng 9.5. Tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục bám biên ở 9.3, 9.5. Chờ đợi thêm một cái lực cầu nó tốt hơn, nó đánh khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì cái đó nó sẽ có những cái tín hiệu mà xác nhận cổ phiếu LSS có thể đánh về quanh vùng 11. Đó. Và mục tiêu target ngắn hạn thì LSS cũng đánh về quanh vùng 11. Ok, như vậy là danh mục cổ phiếu tuần này thì chúng tạm thời cũng sẽ dừng lại, và chúng ta sẽ phân tích những cái mã cổ phiếu căn bản như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói thêm cái xu hướng của thị trường trong bản tin video tuần số 133. Thì trong bản tin này thì cũng đã có dành thời gian để chúng ta có thêm những cái đánh giá về xu hướng của WTI, chỉ số Dow Jones, rồi gỗ, than, thép. Đồng thời chúng ta có nói đến các vùng kháng cự, trong đó có đề cập đến chỉ số VN30 sẽ gặp cái vùng kháng cự 1260 đầu tiên, và chỉ số phái sinh sẽ gặp cái vùng kháng cự 1255 đầu tiên, thì chúng ta sẽ và tiếp theo đó là chỉ số index sẽ có cái vùng kháng cự 1200 điểm, và sau đó thì có thể bung lên ở vùng 1220 điểm. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây trong tuần vừa qua, cục diện của thị trường đối với chỉ số VN30, chúng ta thấy rằng là ở đây là cái tuần giao dịch bắt đầu chúng ta giao dịch, thì có nói rằng là cái vùng kháng cự 1260 của VN30 rất là mạnh ở đây. Các anh chị nhìn thấy là trong tuần duy nhất chỉ có một nhịp chỉnh gọi là công được vùng 1260, và đây là cái nhịp thứ hai, và hai nhịp là chỉ số VN30 công lên được vùng 1255 và sau đó xịt xịt các anh chị nhé, xịt xịt xịt. Rồi đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị nhìn thấy đây, kháng cự đó 1255, và duy nhất thì phái sinh chỉ lên được vùng 1252 thôi, 3 lần công được 1252 và thất bại ở vùng kháng cự 1252, tức là không lên nổi đến vùng 1255. Còn đối với chỉ số index thì có nói đến đầu tiên nó sẽ phải break lại cái vùng 1200 điểm ở đây, và sau đó thì nó có thể hướng lại cái vùng kháng cự ở đây là vùng 1220, nhưng nó chỉ đi lên được vùng 1210 thôi, và gần như cả tuần, và sau đó thì nó bắt đầu lụi dần. Đó là về kháng cự các anh chị nhé. Còn về mặt hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta cũng đã có phân tích ở trên bản tin tuần rồi, cái này thì cũng chỉ có tóm lược lại thôi, và cũng có đánh giá rằng đối với index của chúng ta sẽ có cái vùng kháng cự sâu đầu tiên là 1185, sau đó thì có thể cái điểm sâu có thể xuống vùng 1165. VN30 sẽ test vùng 1240, sau đó đến vùng 1230, và phái sinh sẽ test 1235 đến 1230. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến VN30 đầu tiên. Thì VN30 chúng ta có dự báo điểm test đầu tiên là biển điểm 1240 đấy các anh chị. Thì đến phiên giao dịch của ngày mùng 6 tháng 7 thì VN30 chính thức test 1240. Ở vùng này thất bại thì nó sẽ hướng đến vùng 1230, và sau đó thì tiếp tục đến phiên giao dịch của ngày mùng 7 thì cái vùng 1230 chính thức bị thất bại.
Và khi 1230 bị thất bại rồi thì nó sẽ test về đâu? Nó sẽ test lại cái mút đáy ở đây, đáy của tuần trước. Tức là nó sẽ test lại, nó sẽ kiểm tra lại biên 125, 126. Và chính thức biên 125, 126 cũng bị thất bại trong tuần vừa qua luôn. Và nó đi về sâu nhất ở biên 1210. Và có một cái điều rất là may, phải nói là như vậy. Hùng Lê có thể nó gọi là may mắn. Đó là VN30 kết tuần ở trên vùng 1200 điểm. Các anh chị lưu ý như vậy. Thủng vùng 1200 điểm thì thôi xong luôn, không còn cái gì để chúng ta nói ở trong bản tin tuần này nữa. Vỡ nát hết, cả thị trường vỡ nát hết các anh chị. Còn đối với chỉ số phái sinh thì điểm test cái tuần đầu tiên Hùng dự báo ở quanh 1235. Đó, đến phiên giao dịch của ngày mùng 6 thì nó test về 1235, sau đó nó test về 1230. Và khi thủng vùng 1230 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đây các anh chị này. Tức là cái mút test của phái sinh. Mút test của phái sinh ở vùng 1223, 1225 và cái biên này nó cũng bị thất bại luôn. Và khi thất bại ở biên này thì cái điểm mà nó hạ sâu nhất, nó hạ sâu nhất gần suýt soát ở vùng 1210. Và đối với chỉ số phái sinh thì cũng cực kỳ may mắn, đó là nó đã giữ lại được cái vùng 1200 điểm cho các anh chị ở trong phiên kết tuần đó. Và đối với chỉ số index thì chúng ta có nói đến ở vùng hỗ trợ cái tuần đầu tiên là nó sẽ test lại về vùng 1185 đây các anh chị đó, trong phiên giao dịch của ngày mùng 5 là nó test lại về vùng 1185, và 1185 bị thủng thì nó sẽ đi về vùng 1165. Đó, vùng 1165 bị thủng ở đây, chính thức bị thủng này, trong phiên giao dịch của ngày mùng 7 thì vùng 1165 bị thủng. Và nó cũng phá luôn vùng 1150, thực sự là khi mà index mà bị bay mất cái vùng 1150 là cực kỳ hoang mang. Nói thật với các anh chị là lúc đấy là bủn rủn hết chân tay, không hiểu là cái điều gì nó đang xảy ra, không hiểu là tạo lập họ muốn cái gì. Nhưng có một điều rất may mắn, đó là vùng 1145, 1150 index đã phục hồi, phải nói như vậy, nó có cái sự phục hồi và kết tuần thì nó cũng đã kéo lại được ở trên vùng 1150. Thì đấy là một cái điều rất may mắn của thị trường trong tuần vừa qua. Như vậy thì nếu nhìn về tổng quan về chỉ số index của chúng ta thì trong tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn các anh chị. Và khi chúng ta gặp cái thị trường khó khăn như vậy, cổ phiếu của chúng ta đang bị kẹp như vậy, thì cái tâm lý nhà đầu tư thông thường là mọi người không chuẩn bị sẵn trước. Và khi mà chúng ta bị lỗ khoảng tầm 40-50% là mọi người bị cóng. Và thông thường ý, là mọi người sẽ hay bị cắt cổ phiếu đúng đáy. Cắt cổ phiếu đúng đáy. Vì sao? Vì nhẽ ra chúng ta cắt cổ phiếu ấy, là chúng ta phải bán khi mà chúng ta lỗ khoảng tầm độ 5-7% chúng ta nên bán. Còn cái câu chuyện khi chúng ta đã cầm ấy, khi chúng ta đã cầm cổ phiếu lại, thì Hùng lưu ý với anh chị là chúng ta đừng có nhìn vào cái số lỗ. Bởi vì khi các anh chị chấp nhận cầm cổ phiếu lại rồi ấy, thì các anh chị phải đương đầu với một cái thực tế có thể xảy ra trong tương lai, là cổ phiếu có thể lỗ đến 70-80%, chứ không phải lỗ đến 30-40% đâu. Đó, khi chúng ta cầm lại rồi ấy, thì chúng ta đừng có bao giờ soi cái số lỗ nữa. Bởi vì như vậy là chúng ta đã chấp nhận mạo hiểm, chúng ta đã đặt cược tất cả vào cái cuộc chơi của chúng ta. Đó, vậy thì khi đặt cược rồi ấy, thì phải xác định được cái tâm lý từ đầu. Đã đặt cược là đặt cược từ đầu, đã chơi là chơi tới bến. Bắt đầu đến đoạn 40-50% run, bắt đầu bán. Thì cái câu chuyện là câu chuyện ví dụ chúng ta có 1 tỷ các anh chị, mà khi lỗ đến khoảng tầm 70% rồi, chúng ta lỗ khoảng tầm 7-5 triệu các anh chị. Cắt xong nó cay đắng không? Cay đắng chứ. Đó. Như vậy thì để làm thế nào để chúng ta khi lỗ đến 7-5 triệu mà chúng ta vẫn có thể bình tĩnh để chúng ta xử lý, thì cái tâm lý hành vi nó phải thống nhất, phải nhất quán từ đầu đó. Và chúng ta xác định chúng ta chơi đến cùng, và trong cái thương vụ chơi đến cùng nó thì các anh chị lưu ý là chúng ta cần phải có tiền mặt đó. Ví dụ như tại thời điểm chúng ta kẹp hàng, chúng ta không có tiền mặt, nhưng sau đó sau 4 tháng 5 tháng thì chúng ta phải quay được một cái lượng tiền mặt nhất định nào đó. Ví dụ không nói ví dụ tài khoản 1 tỷ thì ít nhất cái lượng tiền mặt nó phải 3-5 triệu. Để làm gì? Để từ 3-5 triệu đó chúng ta bắt đầu có những cái nhịp phục hồi, có những cái nhịp cổ phiếu nó lên chứ. Ví dụ đây, ví dụ Hùng vừa cho các anh chị thấy là ví dụ NBB sáng nay đấy, ví dụ như vậy. Nó có những cái cơ hội xuất thần như vậy, vùng 16, 16.2 cân ngay và 16.9 bán đẩy đi. Vậy thì cái lượng tiền mặt nó là xử lý trong những cái tình huống như vậy. Các anh chị, mình rất bình tĩnh để mình xử lý, và chắc chắn rằng tất cả các mã cổ phiếu đó, nó đều có những cái thời điểm để chúng ta xử lý. Vấn đề là các anh chị có nhận diện ra để chúng ta xử lý hay không thôi, và chúng ta có chủ động cái cuộc chơi của chúng ta hay không, hay là chúng ta bị động. Đó, vậy thì
Để chủ động được như vậy thì lượng tiền mặt trên cổ phiếu phải luôn luôn duy trì, và chúng ta phải hiểu được cái xu hướng cổ phiếu, xu hướng thị trường, chúng ta phân tích được đâu là điểm hỗ trợ, đâu là điểm điểm kháng cự. Đó, ví dụ C2. Đấy, C2 bây giờ là ngon rồi, chúng ta bị kẹp hàng, đương nhiên chúng ta bị kẹp. Cam đoan với các anh chị là chúng ta bị kẹp. Những cái đợt mà C2 nó đánh lên ở khoảng vùng 30 này. Đấy, vùng 22 này, ít nhất là cái vùng 22 này chúng ta cũng mua rất là nhiều. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hình tượng ở đây nó đẹp rồi, nhưng mà sau đó từ vùng 22 nó xả phát xuống vùng 15. Chắc chắn bị kẹp. Vậy thì bị kẹp rồi thì cứ bình tĩnh từ từ để chúng ta có những cơ hội. Và đây là những cái cơ hội. Tuần vừa qua là những cái cơ hội ở quanh vùng 16. Đó, và chúng ta hoàn toàn nhìn được cái cơ hội này các anh chị nhé, không phải không nhìn được. Đấy. Hoàn toàn nhìn được. Và chúng ta sẵn sàng lượng tiền mặt để chúng ta đảo hàng. Đó, hoặc ví dụ FCN chắc chắn kẹp. Cam đoan là kẹp. Làm sao mà không kẹp được, cái giai đoạn vừa qua mà ví dụ mua FCN mà cũng kẹp thì quá giỏi luôn đó, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta bị kẹp là vì sao? Bởi vì sau một cái nhịp đánh này thì thông thường là cái nhịp test này này sẽ mua, và Hùng cũng mua, và chúng ta bị kẹp lại đây, chúng ta bị kẹp lại vùng 16 17 đây, thì nó về vùng 12 rồi ấy, thì đấy, đây là những cái cơ hội. Nó đảo từ vùng 12 lên 14, 2 trên 14 Hùng chỉ cho đi khoảng 1.500 đi, trên 12 chúng ta có 12,5% một nhịp. Đó, đấy là những cái cơ hội. Thay vì câu chuyện là cứ bắt bán lỗ, tức là mua ở đây xong về đây lỗ, bán xong nó hồi lại tiếc, tiếc về đây lại mua. Nó về đến cái đoạn 14 này mua, mua xong thì nó lại đạp cho phát về 12 lại lỗ 12% lại bán. Đó. Rồi xong lên thế này lại mua. Đó, cái câu chuyện là chúng ta cứ liên tục như vậy là chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng chúng ta chủ động được tâm lý, rồi chủ động được tinh thần, chủ động được cuộc chơi, chủ động được dòng tiền, rồi chủ động được số lượng cổ phiếu chúng ta đang nắm, và chủ động được cái điểm mấu chốt của cổ phiếu, thì anh chị sẽ bình tĩnh để xử lý trong những cái tình huống như vậy, và chắc hẳn là như vậy. Rồi vậy thì tuần tới thì xu hướng như thế nào? Thì nhìn chung là thị trường của chúng ta sẽ còn trả cung, và khả năng index của chúng ta sẽ trả lại quanh vùng 1160, 1163, sâu hơn thì sẽ test lại vùng 1150, chắc chắn là như vậy. Đối với chỉ số VN30 thì khả quan đẹp á, thì nó sẽ trả cung lại ở khoảng quanh vùng đây này. Chính là cái điểm này 1225, 1225. Còn không á, thì nó sẽ test lại vùng 1213 đến 1215. Đối với chỉ số VN30 phái sinh đẹp á, thì nó sẽ trả cung lại quanh vùng 1220. Mà xấu hơn thì nó sẽ test lại vùng 1210, và chúng ta lưu tâm đến vùng 1220 của chỉ số VN30, chỉ số phái sinh. Đấy là hai cái mức hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Còn đối với chỉ số index thì vùng 1145, 1150 gần như trong thời điểm hiện tại cũng là cái mốc gần như mốc hỗ trợ cuối cùng của nhịp này. Đó. Và chúng ta sẽ nhìn lại ở trên chart ngày của chỉ số VN Index. Thì hiện tại là cái mặt này vẫn đang mặt cười, nó chưa méo. Đó. Ví dụ như mà nó mất vùng 1150 thì cái mặt này không cười nữa đâu anh chị, nó méo sạch luôn. Cười làm sao được nữa khi mà mất 1150, bởi vì cái kịch bản mà khi mà nó mất 1150 á thì lúc đó nó sẽ rất là xấu. Rất là xấu các anh chị. 1080. Đấy là khi mà kịch bản mà index mà bị mất vùng 1150 thì index sẽ đi về 1080. Và như vậy thì chúng ta sẽ còn còn cái ngày mà gọi là cái gọi là những cái ngày rằng rẵng, để mà nếu mà chúng ta không chủ động á, và chúng ta không chém cá được á, và chúng ta không 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 tức là không không làm chủ được cuộc chơi, thì những cái ngày tháng mà vất vả của chúng ta nó sẽ còn rất là dài. Nên là kỳ vọng là cái kịch bản mà tạo lập để thủng vùng 1145, 1150 sẽ không, tức là kỳ vọng nó sẽ không xảy ra. Còn trong trường hợp xảy ra thì như vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị những cái tình huống nó sâu hơn, và chúng ta phải có những cái chiến lược nó dài hơi hơn đó với thị trường chung. Ok. Rồi, bản tin tuần này Hùng Lê xin phép được tạm dừng tại đây, và tất cả những câu hỏi của anh chị, tất cả những cái vấn đề quan tâm về thị trường cổ phiếu, các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin. Hùng Lê sẽ dành thời gian để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các anh chị. Thân ái chào tạm biệt, và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.